xin chào mọi người không biết là có nghe được thanh tâm nói chưa nếu mà có nghe được rồi thì xin báo cho biết giùm nha nếu không thì mình phải đổi microphone khác hello xin chào có nghe được không Dạ, yeah, hello, có nghe được em nói hay không vậy? Nghe được rồi phải không? OK, như vậy là uh, bây giờ là uh, internet ok rồi đó. Tại vì hồi nãy là thanh tâm muốn ở ngồi ở trong ở phía sau thì mình có cái cây mai và cây đào thì cho nó có cái không khí Tết tí xíu. Uh, nhưng mà tại vì mọi người không có nghe được cho nên mình phải dời ra ngoài này để cho nó gần cái uh, cái wifi dạ thì ngày hôm nay thanh tâm khi nãy có chia sẻ đó là sẽ nói về cái vấn đề của cô trần thị nga được hiểu là thúy nga hai ngày trước khi mà thanh tâm đang làm cái livestream về bộ y tế thì được tin là cô ấy đã bị bắt rồi và trong cái trong những cái ngày này là mình biết là mình vừa đưa ông táo về trời và sắp đến tết rồi mà cổ ấy còn bị bị bắt và bị sai con cái sai gia đình như vậy thì mình cảm thấy chạnh lòng quá không biết là ở trong đây tất cả mọi người có đều cũng biết về chị trần thị nga chị thúy nga phải không ạ à? nếu mà có theo dõi trên trang live cho việt nam đó thì trong những ngày qua mọi người cũng đã đọc được cái bản tin của chị trần thúy nga cũng như là um, đã thấy những cái bài viết mà mọi người một số người đã viết về uh, cô chị trần chị uh, uh, thúy nga dạ xin chào tất cả mọi người thì bây giờ thanh tâm xin được chia sẻ uh, uh, cho các bạn biết là chị trần uh, thúy nga là ai cũng như là chia sẻ những cái bài viết những cái bài bình luận về chị uh, thúy nga thì trước khi mà thanh tâm đọc những cái bài viết này thì xin hỏi là tất cả mọi người là đã có xem qua cái clip mà chị thúy nga khi mà bị còng bị còng tay và đưa lên um, trên xe đó thì chị có nói một câu là à, biết đâu là khi đó đất nước đã thay đổi rồi thanh tâm nghĩ là tại vì có trên chiếc xe đó trước khi mà chị đưa lên xe là chắc là có những cái tay công an đó đã hâm he chị gì đó cho nên chị mới nói như vậy À, mình cũng là một người phụ nữ và mình cũng cảm giác được cái cái nỗi đau của chị ấy và khi mà chị ấy phải xa con như vậy trong những cái ngày mà gần tết cái cái tết là cái tết xung vầy cái tết đoàn viên của tất cả mọi người trong gia đình nhưng mà bây giờ chị lại phải bị bị bắt đi như vậy cũng bởi vì chị dám lên tiếng nói và nói về cái bọn nói, nói bởi vì chị dám nói lên sự thật và cũng bởi vì cái bọn ác ôn đó nó nó không có chấp nhận sự thật và nó trốn tránh sự thật cho nên nó nó đi cầm tù một người phụ nữ à, chân yếu tay mềm như vậy thì thanh tâm xin được uh, chia sẻ một bài viết này một đôi điều về chị uh, thúy nga bạn có biết người phụ nữ này không cô ấy tên là trần thị nga quê ở hà nam tuổi đinh tỵ tức là bằng tuổi của tôi nhưng cô ấy hơn hẳn tôi về lòng can đảm và ý chí của cường sau ngày sau nhiều ngày bị khủng bố đe dọa và quản thúc tại nhà hôm nay cô ấy chính thức bị bắt đi tù theo điều 88 tức là tuyên truyền chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tức là cũng bị cáo buộc chống lại các thứ không có thật giống như tôi gần chục năm về trước điều 88 79 và 258 đương nhiên là những điều luật cho phép nhà nước bắt người tùy tiện trừng trị những con người không cùng chính kiến với chế độ Nga có bốn đứa con trai, đứa thứ ba chưa được bảy tuổi, đứa út mới lên bốn tuổi. Cả hai đứa đều gọi tôi là mẹ. Một bà mẹ có lẽ giờ chúng không còn nhớ mặt vì ít, khi được gặp nhau. Chỉ vì đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu, chống lại những bất công xã hội mà Nga liên tục bị sách nhiễu, đe dọa, bị đánh đập, bắt bớ, bắt cóc và cơ lưu trái phép. Không những thế, các con của Nga cũng luôn là mục tiêu tấn công của kẻ ác và kẻ xấu. Năm 2014, khi đang đi cùng hai con nhỏ, Nga đã bị những kẻ lạ mặt đánh đến gãy chân. Cô khẳng định thủ phạm của trận đòn thù này chính là công an. Năm 2015, một cuốn sách e-book về những phụ nữ đấu tranh cho quyền con người ở châu Á được tái bản. Cuốn sách bao gồm 17 chân dung của những người phụ nữ quả cảm trong những quốc gia và lãnh thổ mà nhân quyền bị đàn áp dữ dội. Trần Thị Nga và Đỗ Thị Minh Hạnh là hai phụ nữ Việt Nam vinh dự có tên trong cuốn sách này nếu bạn xem những hình ảnh của phía truyền thông lề đã ghi lại cảnh nga bị bắt và bị giải đi hẳn bạn sẽ cảm phục cô bị bao vây bởi một lực lượng đông đảo công an sắc phục lẫn thường phục nhưng cô vẫn giữ được nét bình thản điềm tĩnh và vô cùng tự tin hoàn toàn ngược lại phe bắt người tỏ ra lo lắng và căng thẳng bạn hãy nghe đoạn cuối clip khi nga bị còng lên còng tay và giải đi thế à ok lúc đấy có khi xã hội đã thay đổi rồi Tôi đoán rằng có thể khi ấy Nga bị nhân viên an ninh nào đó đe dọa và cô đã đối đáp lại như thế. Nếu cô ấy phạm tội thực sự, làm những điều bất trung, bất nghĩa, liệu cô có giữ được vẻ đỉnh đạt và thần thái hơn người như thế hay không? Trần Thị Nga, mẹ nắm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và nhiều phụ nữ khác không làm gì sai nhưng vẫn phải ngồi tù. Bởi vì họ yêu con và mong cho con có những thứ tốt đẹp. Những thứ tốt đẹp đó có được trong sự thẳng thớm và đàng hoàng ngoài nấm và gấu hôm nay lại có thêm hai đứa trẻ bé xíu khác là tài và phú phải lìa xa mẹ tết năm nay nhà của chúng không còn rộn rã tiếng cười đó là bài viết của phạm thanh nghiên và sau đây thì thanh tâm xin đọc um, ba bài viết tường trình về cái uh, sự việc là chị um, cái sự việc là uh, cái việc mà công an đã giả danh công đồ đã liên tiếp khủng bố chị trần thị nga và các con của chị cũng như là đã giam cầm uh, trái phép uh, cái việc mà giam lỏng chị khi mà ở trong nhà nếu mà mọi người có xem những cái clip của chị ấy đó thì sẽ thấy là chị ấy từng bị trọi uh, móng tôm rồi từng bị đánh đập từng bị đánh gãy chân uh, cũng như là các con của chị ấy đã bị công an giam lỏng và không cho đi ra ngoài đường thì bây giờ thanh tâm xin đọc uh, cái bài đầu tiên là bản tường trình việc tôi bị công an bắt cóc ngày 30 tháng 3 của năm 2015. Tôi Trần Thị Nga sinh ngày 28 tháng 4 của năm 1977, địa chỉ số nhà là 254 đường Trần Thị Phúc, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Lúc 7 giờ 40 sáng ngày 30 tháng 3 của năm 2015, tôi cùng với hai con nhỏ là Trần Văn Phú 5 tuổi và Trần Văn Tài 2 tuổi đi xe khách biển số 90B 0007 0037 từ cổng nhà bố mẹ tôi ở xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, lên bến xe Giáp Bát, Hà Nội. Để 4 giờ chiều, tôi đến Đại sứ quán Đức tại Hà Nội tham dự buổi hội thảo giao lưu của nghị sĩ Đức và Thụy Điển với các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam. Khi mẹ con tôi lên xe, viên an ninh tên công làm việc tại phòng bảo vệ, chính trị công an tỉnh Hà Nam ngồi ở nhà ông sáng mới thịt chó, ngay cổng nhà tôi đã mấy ngày nay, cùng lên xe đi cùng, còn mấy, ăn, còn mấy viên an ninh đi bằng phương tiện khác. 9 giờ 30 xe đến bến xe giáp bác khi mẹ con tôi vừa bước chân xuống sân bến xe, lập tức hơn chục tên công an Hà Nội và Hà Nam mặc thường phục. Bắt cóc tóm mẹ con tôi lên xe ô tô biển xanh, 16 chỗ. Mở cửa độ cạnh đó trước sự chứng kiến của bốn viên công an mặc sắc phục. Họ mặc kệ trước sự kêu cứu của tôi. Trước sự vùng vẫy, kêu cứu của mẹ con tôi một số người dân đã cố ý giúp đỡ thì bị những người mặc sắc phục công an can thiệp không cho giúp và những người mặc thường phục bắt cóc mẹ con tôi đã rút thẻ ngành ra để yêu hiếp làm người dân không dám giúp đỡ cho tôi. Từ lúc bị bắt cóc, tôi liên mồm kêu cứu là bắt cóc, bắt cóc. Khi xe đi trên đường giải phóng gần chỗ rẽ đi Pháp Vân, có mấy người đàn ông đi xe máy nhìn thấy cảnh mẹ con tôi giải dụa kêu cứu và bị năm người đàn ông khống chế bịt mồm vặn cổ, vặn tay chân, Bá Tài hoảng sợ, khóc thất thanh. Thì họ đã quay xe có ý định giúp đỡ mẹ con tôi. Lúc này tên công an rút thẻ ngành ra thì uy, trong khi những tên kia vẫn khống chế. Vặn cổ bịt mồm tôi, thì những người đàn ông đó lại bỏ đi. Lập tức năm người đàn ông này lấy tấm che nắng che cửa nhằm không cho người đi đường nhìn thấy. Sau khi che cửa, tên công ngồi đối diện với tôi khống chế tay và chân. Tên áo trắng ngồi bên tay phải tôi cũng khống chế tay chân. Tên ngồi phía sau cùng, dùng tay trái khống chế cổ tôi. Tay phải hắn bịt mồm tôi cho một tên ngồi bên cạnh. Tên áo trắng đóng vào đầu và mặt tôi. Khi hắn đóng vào sóng mũi của tôi, máu chảy phun ra mũi ra, ra mồm. Thì tên ngồi sau sợ quá, bỏ tay bịt mồm tôi ra máu chảy tứ tung. Bé Tài ôm chặt lấy tôi sợ hãi. Lúc này sự căm phẫn trong lòng tôi dâng lên. Tôi đã phun máu trong mồm của tôi vào mặt những tên đó và bỏ hỏi uống máu của mẹ con tôi đi. Tôi hỏi họ, tôi hỏi họ là mẹ con tôi phạm tội gì mà tại sao họ liên tục cướp tài sản, bắt cóc, đánh đập mẹ con tôi như thế này thì họ không trả lời được, nhưng tay họ vẫn tiếp tục khống chế. Tên ngồi sau tay trái luôn luôn để trên ngực tôi để khống chế cổ. Khi xe đi đến đường Biên Hòa thành phố Phủ Lý có đông người, tôi lại kêu cứu thì chúng lập tức bịt mồm khóa cổ, đè miệng tôi đè đè mẹ con tôi ra ghế ngồi không cho kêu cứu. Họ đưa mẹ con tôi vào công an thành phố Phủ Lý, khi họ mở cửa xe ra, tôi nhìn thấy một trong năm tên hung thủ dùng khung khí truy sát mẹ con tôi ngày 25 tháng 5 của năm 2014 tại Thanh Trì, Hà Nội. Hắn ta mặc thường phục ở đứng trong sân. Bé Phú 5 tuổi, con trai tôi cũng nhận ra hắn. Tại công an thành phố Phủ Lý có thêm nhiều kẻ mặc thường phục đẩy mẹ con tôi lên tầng 2 và phòng an ninh, chỉ có duy nhất là ông Lê Thanh Nghị cấp bậc đại úy là mặc sắc phục an ninh. Tôi đã hỏi là anh ta nhiều lần lý do tại sao công an liên tục giả danh côn đồ đi cướp tài sản, bắt cóc đánh đập, hút máu của mẹ con tôi, thì anh ta đều không trả lời mà chỉ biết quát nạt đe dọa đánh, dọa giết. Cuối cùng, ông ta đã xác nhận những kẻ côn đồ tri sát gãy chân mẹ con tôi ngày 25 tháng 5 của năm 2014. Và rất rất nhiều lần khác và cả ngày hôm nay đều là công an với câu hỏi, giờ mày đã biết rõ chúng tao là công an hay chưa? Trong đồng công an, bọn họ hơn 10 tên mặt thường phục thay nhau trấn áp đe dọa mẹ con tôi, làm bé Tài sợ hãi. Dù không buồn ngủ, bé vẫn nằm gọn trong lòng tôi. Mắt nhắm nghiền, tay chân thì quạt chập lấy mẹ. Lúc tôi đang bé bé như thế, thì tên thân an ninh tôn giáo đến đấm trộn vào đầu tôi từ phía sau. Đây là lúc sự công phận đến tột cùng của tôi. Tôi đã cầm gói bim bim của bé Tài lên trên bàn, ném vào mặt chúng và chửi một lũ công an. Đàn ông, công an hèn và khốn nạn. Tôi họ hỏi họ có bố mẹ, có mẹ không, có vợ con không? Tôi hỏi họ có còn con tim khối ốc của con người hay không? Tôi hỏi họ phải chăng khi bước chân vào ngành công an thì họ đã vứt đi con tim khối ốc của loài người? Mà thay vào đó là bộ ốc của loài chó dài hay sao? Mà họ có thể ác đến như thế? Tôi hỏi họ là mẹ con tôi phạm tội gì? Tại sao bắt cóc đánh đập mẹ con tôi khi họ chỉ biết im lặng và đe dọa? Rồi dùng vũ lực, bạo lực vào quay phim. Tôi nói các anh đã uống máu chân tôi hôm nay, uống máu mặt của mẹ con tôi rồi, giờ đây các các ông còn cái mông của tôi các anh cứ uống luôn đi. Và tôi đã tụt quần ra, dí vào mặt họ từ lúc đó họ mới để cho mẹ con tôi yên. Và bé Tài, bé Phú mới dám vui chơi, chạy nhảy nhưng không dám nói to. Muốn nói gì với mẹ là chúng lại phải ghé tay vào tôi và nói thì thầm. Đến 5 giờ chiều ngày 7 tháng 8, tên đàn ông và một đàn bà xông vào đè ngửa tôi ra. Tôi đang bé bế tài trong lòng, dùng khăn ướt lau hết các vết máu trên mặt tôi, rồi đẩy mẹ con tôi ra ngoài cổng đồng công an thành phố Phủ Lý. Tài sản điện thoại của chúng tôi, của tôi chúng cướp, lúc bắt cóc mẹ con tôi thì chúng đem đến vứt vào trong nhà. Hôm nay, ngày 30 tháng 3 của năm 2015 là thời gian đang diễn ra hội nghị IPU 132 tại Hà Nội, nhưng ngành công an ở Việt Nam đã quá lạm quyền khi dùng bộ sắc phục, thẻ ngành và xe ô tô công vụ để phục vụ cho tội, phạm bắt cóc đánh đập phụ nữ và trẻ em giữa ban ngày một cách có hệ thống. Tôi viết bản tường trình này kính gửi đến các toàn thể các vị nghị sĩ của các nước đang tham dự hội nghị. Mong quý vị hãy cất tiếng lên nói trung thực về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Chị Trần Thị Nga đã viết viết cái bài này ở tại Hà Nam vào ngày 30 tháng 3 của năm 2015. Và bà thứ hai thanh tâm muốn được đọc đó là tin mừng cho người nghèo. Hà Nam, bà Thúy Nga tố cáo công an có hành vi bắt giữ và làm nhục người khác. Bà Trần Thị Bà Thúy Nga sống tại Hà Nam, một người tích cực đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, tố cáo công an thành phố Hà Phủ Lý và công an tỉnh Hà Nam đã có hành vi bắt giữ bà trái pháp luật và làm nhục bà. Bà Nga đã bị công an bắt giữ khi bà đồng hành với gia đình tử tù Lê Văn Mạnh đến trụ sở tòa án tối cao làm thủ tục kêu oan và yêu cầu tòa án đại diện là ông Trương Hòa Bình Chánh án tòa án tối cao và ông Nguyễn Sơn phó chánh án ra quyết định dừng thi hành án tử hình đối với Lê Văn Mạnh để điều tra xét xử lại một cách công bằng trước mắt ra quyết định hủy bỏ thông báo yêu cầu gia đình làm đơn nhận thi hài của Mạnh về chôn Bởi quyền được sống và quyền được xét xử công bằng là quyền của tất cả mọi người dân. Nhưng vào khoảng gần 12 giờ trưa ngày 26 tháng 10 của năm 2015, tôi bị khoảng 20 người đàn ông mặc thường phục xông vào dùng vũ lực bắt giữ ngay tại phòng tiếp dân tòa án tối cao, số 262 đội cấn Ba Đình và Hà Nội. Nơi tôi đang ngồi chờ bà Nguyễn Thị Việt, mẹ của tử tù mạnh cùng với luật sư làm việc với đại diện tòa án tối cao cùng công an tỉnh, trưởng phòng tiếp tân và phó chủ tịch huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, bà Nga nói. Bà Nga kể tiếp là những người mặc thường phục này đã dùng vũ lực lôi kéo, thiên tay khiên chân làm tôi bị rách áo dài truyền thống đang mặc trên người. Khiến tôi rất xấu hổ, đồng thời cũng dùng lời lẽ khó nghe, rồi họ nhét tôi lên xe ô tô biển xanh số 90B-1115 do 8 người đàn ông và một người đàn bà áp tải tôi về công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Lúc này tôi mới biết rõ những người này là công an, vì trong số những người bắt áp và áp giải tôi có ông Vũ Hồng Phương, là phó an ninh của thành phố Phủ Lý, thiếu tá Lê Thanh Nghị, an ninh của thành phố Phủ Lý và ông Công, phòng bảo vệ chính trị công an tỉnh Hà Nam cùng ông Nguyễn Đức Hữu, mã số 345 031, công an tỉnh Hà Nam. Tôi bị những công an này áp giải về công an thành phố Phủ Lý. Tại đây, họ đẩy tôi vào phòng an ninh ở tầng 2 tiếp tục giam giữ tôi với 4 năm người canh giữ. Đến khoảng 13 giờ 30 thì có cô Hảo, Công an cùng với mấy người nữa tùy tiện xông vào khám người tôi xúc phạm danh dự nhân phẩm tôi, xong họ tự lập biên bản và tự ký với nhau. Khoảng 14 giờ thì ông Vũ Hồng Phương và ông Lê Thanh Nghị, ông Công và ông Nguyễn Đức Hữu vẫn mặc thường phục vào phòng xét hỏi tôi với lý do họ đưa ra là họ bắt tôi theo lệnh của công an thành phố Hà Nội. Tôi yêu cầu phải có mặt luật sư của tôi ở đây tôi mới làm việc thì ông Lê Thanh Nghị nói, việc yêu cầu luật sư là việc của tôi còn việc chấp nhận luật sư hay không là việc của các ông ấy và các ông ấy không chấp thuận luật sư cho tôi yêu cầu mà tôi cần phải khai báo. Tôi đã tuyên bố là tôi giữ quyền im lặng vì tôi bị bắt trái pháp luật. Trong khi tôi được biết luật quy định luật sư được có mặt khi công an lấy lời khai của người bị tạm giữ như tôi, chứ không phải công an có quyền cho hay không, cho như những công an lạm quyền này nói ra. Cuối cùng thì khoảng 17 giờ bên phía công an tự lập biên bản tự ký với nhau. Xong thì ông Lê Thanh Nghị nói là hết giờ hành chính chỉ có thể về yêu cầu chị 7 giờ 30 sáng. Ngày mai lên làm việc. Tiếp tục làm việc nữa. Qua sự việc này thì bà Nga nhận định trước những hành vi vi phạm pháp luật dùng vũ lực bắt và giữ người trái pháp luật. Dù tôi không phạm tội gì của lực lượng công an mặc thường phục tại đồn công an lại tiếp tục bắt hại tôi xúc phạm danh dự dân phẩm của tôi như trên, cho thấy họ là những tên tội phạm nguy hiểm cho sự an toàn của xã hội đặc biệt là tôi lại bị bắt khi đang ngồi trong phòng tiếp dân của tòa án tối tối cao, nơi có lắp đặt camera và có rất nhiều người dân chứng kiến. Nhưng nhóm tội phạm này vẫn ngang nhiên phạm tội xem thường pháp luật. Như thế mà không bị trừng trị thì xã hội Việt Nam này sẽ bị loạn vì bạo luật và người dân không còn niềm tin vào thể chế chính trị và luật pháp đang hiện hành nữa. Vì vậy, để đảm bảo cho quyền con người, quyền công dân, tôi viết đơn này yêu cầu Thủ tướng, lãnh đạo Bộ Công an, về kiểm soát tối cao vào tòa án tối cao điều tra xét xử những tên tội phạm nguy hiểm này, về các tội bắt và giữ người trái pháp luật theo quy định của điều 123 bộ luật hình sự và tội làm nhục người khác quy định tại điều 121 của bộ luật hình sự nhằm bảo vệ an ninh trật tự xã hội theo đúng trách nhiệm và nghĩa vụ, đặc biệt là tính mạng của tôi bà Nga yêu cầu. Việc kêu oan cho tử tù Lê Văn Mạnh là đúng, do sức ép của công luận tòa án nhân dân tối cao và tòa án tỉnh Thanh Hóa đã dừng việc thi hành án đối với anh Mạnh để xem xét lại vụ án. Bà Nga cũng chia sẻ rằng đây không phải là lần đầu tiên công an tấn công bà và bà biết có thể như những lần trước công an sẽ không xem xét xử lý hành vi của những người vi phạm pháp luật này, nhưng bà vẫn phải gửi đơn tố cáo để công luận tỏ tường. Đó là bài thứ hai, à, một lần nữa chị đã bị sách nhiễu và bị bị đánh đập tùy tiện như là bắt bớ tùy tiện. Tiếp theo là bài của chị Trần Thị Nga, chị Thúy Nga. 43 lần tôi bị công an Việt Nam đàn áp bắt bớ đánh đập tùy tiện. 43 lần nha thưa quý vị. Kỷ niệm một năm ngày bị công an dùng hung khí truy sát và danh sách 43 lần tôi bị công an Việt Nam đàn áp bắt bớ đánh đập tùy tiện. Tôi tên là Trần Thị Nga, sinh ngày 28 tháng 4 năm 1977. Hai con nhỏ là Trần Văn Phú, sinh ngày 26 tháng 2 của năm 2010 và Trần Văn Tài sinh ngày 27 tháng 11 của năm 2012. Tôi có một đứa con lớn sinh năm 1999 và một sinh năm 1998. Đến nay hai đứa cháu lớn chưa bị bắt hại vì nghiêm trọng từ phía chính quyền nên tôi không đưa vào. Địa chỉ hộ khẩu là xóm 3 Đồng Phú, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Địa chỉ nơi ở là số nhà 254 đường Trần Thị Phúc, tổ 8, được phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bản thân tôi là một người lao động bình thường. Năm 2003, tôi đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan và tôi là một trong số những nạn nhân của tệ nạn buôn bán nô lệ. Bị công ty môi giới bóc lột tiền lương và em trai của tôi và em trai của môi giới Việt Nam đưa ra ngoài làm việc bất hợp pháp và trở thành lao động bất hợp pháp tại Đài Loan. Tháng 6 của năm 2005 thì tôi bị tai nạn giao thông và đã bị chính phủ Việt Nam bỏ rơi khi cảnh sát Bộ Lao động và đại biểu Quốc hội của Đài Loan liên lạc và có nhiều công văn yêu cầu chính phủ Việt Nam. Cùng hợp tác với chính phủ Đài Loan giúp đỡ giải quyết vụ tai nạn của tôi theo quy định mà hai nước đã ký kết với nhau nhưng chính phủ Việt Nam đều làm ngơ. Tôi đã phải tự mình tìm hiểu pháp luật và nhờ sự giúp đỡ của văn phòng trợ giúp công dân và cô dâu Việt Nam tại Đài Loan của Linh Mục Nguyễn Văn Hùng giúp đỡ trong 3 năm trong thời gian 3 năm này, tôi đã tự tìm hiểu luật pháp để bảo vệ mình và làm việc thiện nguyện giúp đỡ lao động Việt Nam gặp nạn tại Đài Loan. Năm 2008 thì tôi về Việt Nam và tiếp tục giúp đỡ thân nhân và lao động Việt Nam gặp nạn tại Đài Loan và tôi bắt đầu bị công an Việt Nam đàn áp và bức hại. Vào ngày 7 tháng 1 của năm 2010, lúc 8 giờ 30 sáng, tôi đã bị Phó Công an, phường Hai Bà Trưng, tên Quyết, bí danh là Quyết Xùi, và tên Công an khu vực tên là hoàng tuấn anh đến nhà lừa tôi đến công an phường làm lại giấy tạm trú khi đến đó tôi bị hai công an thuộc phòng bảo vệ chính trị công an tỉnh hà nam đưa giấy triệu tập và bắt tôi đến phòng bảo vệ chính trị công an việt nam để tra tấn tinh thần trong khi tôi bị thương và đang mang bụng bụng mang giả chữa tháng thứ bảy những kẻ tra tấn tinh thần tôi hôm đó gồm có ông tuân phòng bảo vệ chính trị ông đinh văn bích phó trưởng phòng bảo vệ chính trị ông hải trưởng phòng bảo vệ chính trị tỉnh hà nam ông truy công an bộ và bốn người khác tôi không biết tên và chức vụ họ thay nhau tra tấn tinh thần tôi khi thì họ quát tháo khi thì họ mắng mỏ dọ dẫm uy hiếp làm hại con cái tôi nhân thân gia đình tôi lúc thì ngọt ngào dụ dỗ ép tôi từ bỏ công việc giúp đỡ người lao động việt nam gặp nạn với lý do rất hài hước chỉ có những kẻ khủng bố bán nước hại dân mới giúp người khác không công còn người việt nam chân chính không ai làm việc đấy Tôi đã trả lời họ là những việc tôi làm giúp người gặp nạn không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức con người. Vì thế tôi vẫn tiếp tục làm việc mình cần làm. Đến 5 giờ chiều họ mới trả tự do cho tôi khi mà cơ thể tôi đã đau đớn và mệt mỏi. Lần thứ hai, tối ngày 24 tháng 12 của năm 2010, nhóm anh chị em cựu lao động Việt Nam gặp nạn tại Đài Loan đã về Việt Nam hơn 20 người tổ chức gặp nhau tại Hà Nội và cùng nhau đến nhà thờ Thái Hạ tham dự buổi lễ Noel. Sau khi tham dự buổi lễ xong, chúng tôi về nhà nghỉ ở phường Trung Liệt, thì lực lượng công an ập đến đàn áp bắt bốn người về công an phường đe dọa, ngăn cấm chúng tôi không được tổ chức gặp mặt. Lần thứ ba, ngày 10 tháng 7 của năm 2011, tôi bị công an bắt trong cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển đảo, đánh bắt, giết ngư dân Việt Nam diễn ra tại vườn hoa Lê Ninh, đối diện với Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội. Công an bắt đưa tôi về công an phường Mỹ Đình, huyện Từ Liên, sau đó chuyển đến công an thành phố Hà Nội số 6 đường Quang Trung, quyện Hà Đông, Hà Nội. Đến chiều thì họ đẩy tôi lên xe ô tô của công an tỉnh Hà Nam đưa về Hà Nam. Đến quốc lộ 1A địa phận huyện Thanh Trì, Hà Nội, họ đẩy tôi xuống đường. Lần thứ tư, ngày 2 tháng 8 của năm 2011 thì công an mặc sắc phục và thường phục bao vây tại cửa nhà tôi không cho tôi đi ra ngoài, kể cả đi chợ mua đồ ăn. Mục đích của họ là ngăn cản không cho tôi đi theo dõi phiên tòa công khai sự tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ bị bắt về hai tội. Bao cao su đã qua sử dụng và bị kết án 7 năm tù vì tội tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước. Lần thứ 5, 17 giờ, ngày 30 tháng 7 của năm 2011, tôi đến công an phường Hai Bà Trưng, khai báo tạm trú cho một người bạn đến chơi ngủ qua đêm theo quy định của pháp luật. Công an phường không nói rõ lý do, chỉ nói không thuộc thẩm quyền của họ. Đến 22 giờ, đêm thì công an phường Hai Bà Trưng xông vào nhà tôi đòi kiểm tra nhân khẩu. Khi người bạn của tôi đưa chứng minh nhân dân cho công an kiểm tra thì công an Đinh Xuân Thọ và Hoàng Tiến Anh đã cướp cái chứng minh thư của bạn tôi mang tên là Phan Văn Phong. Từ đó đến nay thì chúng tôi đã nhiều lần đòi nhưng công an của phường Hai Bà Trưng cũng không chịu trả. Đêm ngày 21 tháng 10 của năm 2011 âm lịch, hơn chục người công an xã và huyện ập vào nhà bố mẹ tôi ở xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam để kiểm tra tạm trú tạm vắng khi mẹ con tôi cùng nhiều người họ hàng ở xa về từ chiều để ngày hôm sau là ngày dỗ của bà nội tôi. Đây là lần đầu tiên ở xã Nguyên Lý có đoàn công an đi kiểm tra hộ khẩu như thế kể từ năm 1975 cho đến nay. lần thứ bảy ngày 21 tháng 10 của năm 2011 khi tôi đang bế con ngồi trước cổng đài phát thanh truyền hình Hà Nội cầm biểu ngữ phản đối đài truyền hình Hà Nội đưa tin sai sự thật về việc người dân biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược thì ông Cáp Quang Thành trưởng công an phường Láng Hạ quận Đống Đa Hà Nội đã mặc thường phục giải dạng côn đồ chỉ đạo cho công an mặc sắc phục và thường phục đàn áp sự đuổi chúng tôi ông ta trực tiếp xông vào ăn cướp tờ biểu ngữ lúc 9 giờ sáng Ngày 27 tháng 11 của năm 2011, khi tôi đang ngồi chơi nói chuyện với mấy người bạn ở ghế đá bờ hồ Hoàng Kiếm chuẩn bị diễn hành ủng hộ cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra luật biểu tình, tôi đã bị một lực lượng công an giải dạng công đồ xông vào dùng vũ lực bắt đưa về công an phường Hải Lị, Lý Lị... Thái Tổ, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội. Giam giữ và sau vài tiếng đồng hồ họ bàn giao tôi cho một nhóm công an ở tỉnh Hà Nam lên đưa về thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đẩy xuống giữa đường. Lần thứ 9 thì các ngày từ 18 đến ngày 24 tháng 12 của năm 2011, mẹ con tôi về quê thăm bố mẹ tôi tại xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Chúng tôi đã bị một nhóm công an tỉnh Hà Nam giải dạng công đồ bao vây quanh nhà và đi theo kèm cặp 24 trên 24. Với thái độ đe dọa hung hãn, họ đi xe máy không biển số, sự việc này tôi đã làm đơn báo trình công an xã ông Nguyễn Thanh Hà, trưởng công an Hà Nội. Họ theo dõi rình rập nhưng họ đã làm gì chị chưa? Khi nào họ làm gì thì chị hãy khai báo. Lần thứ 10, vào lúc 19h45, ngày 25 tháng 12 của năm 2011, gia đình tôi khép cửa ở trong nhà dọn dẹp và nấu ăn đã bị một nhóm thanh niên dùng khóa và dây thép khóa và buộc cửa ngoài không cho chúng tôi đi ra ngoài. Tôi gọi điện trình báo công an, phường Hai Bà Trưng yêu cầu họ đến điều tra hiện trường. 21 giờ 15 công an chưa đến hiện trường thì nhóm tội phạm kia chính là công an tỉnh Hà Nam mặc thường phục, đến dùng chìa khóa mở cửa và mở dây thép, buộc vào phá cửa đe dọa với gia đình tôi. Lúc này tôi đã kịp khóa cửa bên trong. Tôi tiếp tục gọi điện báo cho công an phường Hai Bà Trưng 20 phút sau, công an khu vực Hoàng Tướng Anh mới đến nhìn qua loa hiện trường rồi bỏ đi. Lần thứ 11, ngày 4 đến ngày 5 và 6 âm lịch năm 2012, Mẹ con tôi về quê ăn Tết với bố mẹ tôi ở xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Tại đây thì gia đình tôi bị lực lượng công an tỉnh Hà Nam mặc thường phục, giả dạng côn đồ, quay bao quanh nhà. Sáng mùng 4 Tết họ rải truyền đơn đe dọa giết gia đình tôi. Khoảng 9 giờ sáng mùng 5, tôi chở bé Phú, con trai tôi sinh ngày 26 tháng 3 của năm 2010. Bằng xe máy đi ra đường đã bị họ chặn xe dọa giết. Vụ việc trên tôi đã làm đơn gửi công an xã Nguyên Lý về việc bị rải truyền đơn dọa giết và ép ép xe dọa giết từ chiều tối ngày năm hàng trăm người công an cả sắc phục và thường phục đặc biệt là kẻ ép xe dọa 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 giết mẹ con tôi có mặt trong hàng ngũ công an bao vây nhà tôi với đủ các loại xe chuyên chở dụng chuyên dụng chở tội phạm sáng 6, tôi lên công an xã trình báo về vụ việc trên và tôi đã chỉ thẳng mặt ra tên ép xe dọa giết mẹ con tôi cho ông hà trưởng công an xã và ông ngọc công an huyện thì họ làm ngơ tên ép xa dọa giết mẹ con tôi làm việc trong khối an ninh tỉnh Hà Nam. Lần thứ 12, ngày 18 tháng 1 của năm 2012, công an gửi thư nặc danh đe dọa giết gia đình tôi. Lần thứ 13, ngày 24 tháng 2 của năm 2012, tôi liên tục nhận tin nhắn điện thoại đe dọa khủng bố tinh thần. Sáng ngày 25 tháng 2, khi ngủ dậy ra mở cửa thì ổ khóa đã bị kẻ gian dựng ngược lên nhỏ keo 502 và ổ khóa không mở được. Tôi gọi điện cho công an phường 2 Bà Trưng, số 03 151 385 1761. Trình báo sự việc yêu cầu là họ đến điều tra hiện trường để tôi phá cửa đi ra ngoài thì công an trả lời. Chị muốn trình báo gì thì mời chị đến công an phường, còn chúng tôi sẽ không đến hiện trường. Tôi tiếp tục gọi điện cho công an thành phố Phủ Lý số 0351 385 9389, không được lúc 8 giờ 39 phút. Gọi công an tỉnh Hà Nam số 0351 385 9339 cũng không có người nghe. Kết quả là tôi phải tự khóa để ra ngoài. Tự phá ổ khóa đi đi ra ngoài. Ngày 10, lần thứ 14 thì ngày 5 tháng 8 của năm 2012, tôi tham gia cuộc biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc xâm lược tại bờ hồ Hoàng Kiếm, Hà Nội. Tôi và nhiều người khác đã bị công an giải dạng công đồ dùng bạo lực bắt đưa về trại phục hồi nhân phẩm ở Lộc Hà, Họ bắt uh, nãy giờ, <laughs> xin chào mọi người, nãy giờ có một số dư lượng viên vào nói chửi thầm bại thầm bả đó thì Thanh Tâm nhờ các anh chị đang lắng nghe đó, hãy giải quyết dùm nha. Chứ Thanh Tâm phải chú tâm vào để mà đọc cái bài này. Lần thứ 14, ngày 5 tháng 8 của năm 2012, tôi tham gia cuộc biểu tỉnh ông Hòa phản đối Trung Quốc xâm lược tại bầu hồ Hoàng Kiếm, Hà Nội. Tôi và nhiều người khác đã bị công an giả dạng công đồ dùng bạo lực bắt đưa về trại phục hồi nhân phẩm ở Lộc Hà, Đông Anh, Hà Nội. Và họ bắt chúng tôi từ lúc 9 giờ sáng đến 17 giờ chiều. Chỉ trả tự do cho tất cả mọi người sau khi ép nhiều người ký tên và lăn dấu vân tay và bị gán vào tội danh gây rối trật tự công cộng. Trong khi Điều 69 Hiến pháp có ghi rõ là người dân có quyền tự do biểu tình. Lần thứ 15, Sáng ngày 23 tháng 12 của năm 2012, khi ngủ dậy thì trước cửa nhà tôi, kẻ gian đã rải hàng trăm tờ truyền đơn dọa giết. Buổi chiều khi tôi đưa con đi chợ và đưa đi chơi thì công an tỉnh Hà Nam đã dùng thép gai rào cửa thoát hiểm của nhà tôi. Chiều tối khi mẹ con tôi về nhà lực lượng công an giải dạng công đồ, bao vây xung quanh nhà suốt đêm, Đến sáng ngày 24 thì một người dân ở gần biết chuyện vào chơi cho tôi tiễn họ về, tôi có cầm theo máy ảnh. Thì lực lượng công an giải dạng công đồ do ông Vũ Hồng Phương, phó an ninh thành phố Phủ Lý và ông công an tỉnh Hà Nam chỉ đạo đã xông vào cửa nhà và cướp máy ảnh và đánh vào bụng tôi khi tôi đang mang thai bé tài tháng đầu tiên. Sau khi cướp và đánh tôi xong, tôi kịp chạy vào nhà khóa cửa lại thì công an mặc sắc phục do Ngô Văn Hậu, phó công an phường 2 Bà Trưng trực tiếp chỉ đạo ập đến đòi bắt tôi và tiếng đồng hồ sau đó, có nhiều người bạn từ Hà Nội biết chuyện về giúp đưa tôi đến công an phường làm trình báo vụ việc. Thì công an nhất quyết không nhận đơn và không giải quyết. Để đảm bảo an ninh toàn tánh mạng cho mẹ con tôi đã được bạn bè đưa lên Hà Nội để lánh nạn. Vụ việc này tôi cũng đã 5 lần gửi đơn đến công an và viện kiểm soát tỉnh Hà Nam. Thì công an phường Hai Bà Trưng trả lại máy ảnh cho tôi với kết luận là không điều tra ra được kẻ cướp trong khi tôi, tôi có đầy đủ hình ảnh và video kẻ cướp đánh tôi, nhưng công an và viện kiểm soát không nơi nào chịu nhận bằng chứng. Và viện kiểm soát tỉnh đã gửi cho tôi giấy tin báo là 159 trên VKT và đã chuyển đơn cho tôi cho viện kiểm soát thành phố Phủ Lý. Viện kiểm soát thành phố Phủ Lý thụ lý đơn của tôi bằng thông báo số 593 viện kiểm soát và họ đã chuyển đơn cho tôi cho công an thành phố phủ lý và tất cả rơi vào im lặng không ai chịu điều tra giải quyết bởi tội phạm chính là công an lần thứ 16 thì lúc 24 giờ đêm ngày 15 tháng 8 của năm 2012 mẹ con tôi đang ngủ thì nghe tiếng động ở cửa tôi bật đèn và ra kiểm tra cửa thì phát hiện ra con rắn đã bị kẻ gian thà qua khe cửa thả vào trong khe cửa vào trong nhà lần thứ 17 Ngày 19 tháng 12 của năm 2012, tôi liên tục nhận được tin nhắn đe dọa qua điện thoại của số 0167217109905 với nội dung là mày không đi Hà Nội ngay thì mày hoặc con mày sẽ phải chết. Còn trước cửa nhà công an tỉnh Hà Nam mặc thường phục bao vây. Vì sự an toàn mẹ con tôi, tôi đã bế hai con nhỏ, một hai tuổi, và một đứa mới sinh được một tháng đến nhà thờ Thái Hà, địa chỉ ngõ 182 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội. Xin tá túc Khoảng 10 giờ sáng ngày 23 tháng 12 của năm 2012 thì công an tỉnh Hà Nam và thành công an thành phố Hà Nội mặc thường phục bao vây bên ngoài cổng nhà thờ và cho hai người phụ nữ xông vào vào phòng nhà thờ nơi mẹ con tôi đang tá túc kéo ra cổng để công an bắt đi. Rất may là mẹ con tôi đã được nhiều người giáo dân ở đó giúp đỡ nên thoát nạn. Lần thứ 18. Trong năm 2012 nhà tôi liên tục bị kẻ gian rải truyền đơn và đổ chất bẩn vào nhà. Những lần đó tôi đều báo công an nhưng họ đều làm ngơ bởi tôi biết rõ những kẻ làm việc đó là những người công an tỉnh Hà Nam vẫn rình rập và theo dõi mẹ con tôi. Lần thứ 19 Ngày 21 tháng 5 của năm 2013, tôi cùng hai con nhỏ ra bến xe mua vé đi Ngày An. Công an ngăn chặn không cho xe nào chở mẹ con tôi, kể cả taxi. Tôi đã phải mua xe đẩy của trẻ con cho hai con nhỏ ngồi vào đẩy bộ đi mấy chục km lên Hà Nội. Trước sự kèm cặp của cảnh sát giao thông và công an mặc thường phục, đi bộ được khoảng 15 km thì người dân đi đường bất bình trước việc làm của công an khi ngăn chặn quyền tự do đi lại của mẹ con tôi. Họ đã phản đối hành vi đó và giúp tôi gọi taxi để chở mẹ con tôi đi Hà Nội. Lần thứ 20 Tối ngày 4 tháng 5 của năm 2013, tôi cùng hai con nhỏ thuê phòng ở nhà nghỉ Hoa Hồng, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội, ngủ qua đêm để sáng ngày 5 tháng 5 tham dự buổi giả ngoại nhân quyền, 24 giờ công an đến đàn áp yêu cầu chủ nhà nghỉ phải đuổi mẹ con tôi ra đường, trong khi tôi đã làm đủ thủ tục thuê phòng và đã đưa chứng minh nhân dân. Trước sự áp bức của công an và chủ nhà, và chủ nhà nghỉ mẹ con tôi đã phải bế nhau ra đường để lang thang trong sự kèm cặp của những người công an mặc thường phục. Đến 1 giờ sáng ngày 5 tháng 5, một số bạn bè ở Hà Nội biết tin ra giúp đỡ đưa mẹ con tôi vào nhà nghỉ khác ngủ qua đêm. Lần thứ 21, lúc 6 giờ 45 ngày 23 tháng 5 của năm 2013. Tôi bế bé, bé tài, con tôi mới mấy tháng tuổi đi bộ trước cổng tòa án tỉnh Nghệ An để chuẩn bị tham dự phiên tòa công khai xét xử 12 thanh niên công giáo và tinh lành. Tôi đã bị mấy công an cả sắc phục và thường phục dùng bạo lực đánh bắt và công an thành phố Vinh. Đến 14 giờ chiều, họ đẩy mẹ con tôi lên xe ô tô của công an tỉnh Hà Nam đưa về công an phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, Hà Nam, đe dọa giết Khoảng 19 giờ họ mới trả tự do cho mẹ con tôi. Trong khoảng thời gian bị đánh bắt từ 6 giờ 45 cho đến 19 giờ, mẹ con tôi không được ăn uống gì cả. Lần thứ 22. Ngày 2 tháng 2, ngày 2 tháng 6 của năm 2013, tôi cùng với nhiều người khác bị công an dùng vũ lực bắt đưa về trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà Đông Anh Hà Nội khi tham gia tuần hành phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển đảo và đánh bắt giết ngư dân Việt Nam. Nhiều người trong số chúng tôi bị công an đánh đổ máu cả trong trại Lộc Hà và bên ngoài cổng trại rồi tùy tiện bắt người đưa đi. Chúng tôi đã cùng nhau nằm xuống đường nắm chặt tay nhau để phản đối hành vi đó của công an thì họ mới thả người. Lần thứ 23, khoảng 8 giờ sáng ngày 16 tháng 8 của năm 2013, mẹ con tôi bị công an tỉnh Long An dùng vũ lực đánh bắt, nhắc lên xe ô tô 113 đưa về công an phường 3 thành phố Tân An tỉnh Long An. Khi chúng tôi đứng ở cổng tòa án tỉnh Long An theo dõi phiên tòa công khai xử hai bạn trẻ Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha, chỉ vì tội yêu nước. Tại đồn công an họ phơi nắng bá tài con trai tôi để tra tấn tinh thần tôi. Họ đè ngửi tôi ra để khám người cướp điện thoại. Đến trưa thì họ trả tự do cho mẹ con tôi nhưng không trả điện thoại mặc dù tôi đã đòi và sau đó nhiều lần cũng đến đòi công an cũng đều không trả. Lần thứ 24, vào lúc 7 giờ 40 sáng ngày 17 tháng 8 của năm 2013, thì một nhóm công an mật phục trước khách sạn An Bình số 175 trên 8 đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Sài Gòn, đã xông vào khách sạn đánh tôi khi tôi đang bế bé tài 8 tháng tuổi trên tay. Lúc này, ở cùng khách sạn với tôi là chị Bùi Thị Minh Hằng, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyền và Trương Minh Đức. Nhóm công an công đồ này đã rình rập theo dõi chúng tôi từ mấy ngày trước. Lần thứ 25 Ngày 20 tháng 8 của năm 2013, tôi bé Tài, con tôi và Lê Quốc Quyết sinh năm 1979, địa chỉ ở xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, Đinh Xuân Thi sinh năm 1978, địa chỉ ở xã Nghi Long, Nghi Lộc, huyện Nghệ, An và Lê Đình Nguyên sinh năm 88, địa chỉ tại xóm Vĩnh Hoàng, Hiệp Thành, Nghệ An, đi xe ô tô biển số 30 30T 7887 do Lê Quốc Quyết lái từ nhà bà Bùi Thị Minh Hằng ở thành phố Vũng Tàu về Hà, Sài Gòn. Trên đường về đến đoạn cổng trào vào thành phố Bà Rịa thì ba cảnh sát giao thông tên Phạm Đức Nam, Nguyễn Minh Thái và Nguyễn Minh Tuấn ra lệnh dừng xe khi chúng tôi không hề vi phạm Ông Lê Quốc Viết và ông Thi xuống xe làm việc với cảnh sát giao thông thì nhóm an ninh bám theo chúng tôi từ mấy ngày qua đã xông vào, dùng gạch đá đánh ông Quyết và ông Thi và đập phá ô xe ô tô trước sự tàn bạo của nhóm công an mặc thường phục. Thì trên trước sự tàn bạo của công an mặc thường phục thì người dân và cảnh sát giao thông cùng công an mặc sát phục đã bắt quả tang nhóm người đánh chúng tôi rồi đưa chúng tôi về công an thành phố Bà Rịa lập biên bản vụ việc. Mặc dù hung thủ bị bắt quả tang khi họ cố ý đánh người gây thương tích và phá hoại tài sản trước mặt công an và đã bị bắt tại hiện trường. Nhưng đến nay chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn yêu cầu công an thành phố Bà Rịa và công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khởi tố vụ án. Nhưng tôi chỉ nhận được giấy báo chuyển đơn của thanh tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thông báo là họ đã chuyển đơn của tôi đến công an thành phố Bà Rịa để giải quyết do đại tá Nguyễn Quang Thi ký. Lần thứ 26, khoảng 8 giờ sáng ngày 21 tháng 10 của năm 2013 tôi chở bé Tài bằng xe máy biển kiểm soát 90H5-1156. Từ nhà đến phòng tiếp dân tỉnh Hà Nam nộp đơn tố cáo yêu cầu công an viện kiểm soát và chủ tịch tỉnh nhận bằng chứng điều tra ông Vũ Hồng Phương. Phó an ninh của thành phố Phủ Lý chỉ đạo tên công đồ cướp tài sản và đánh vào bụng thì tôi đang mang thai bác tài. Tại cổng phòng tiếp tân, tôi bị chính ông Vũ Hồng Phương chỉ đạo công an và công đồ dùng vũ lực đánh bắt mẹ con tôi và cướp xe máy của tôi đưa về công an phường Lê Hồng Phong. Tại đây thì tôi bị công an mặc thường phục đánh đập. Họ cướp bé tài trên tay tôi đưa vào trong và họ đã làm gì thất đức với bé tài không? Tôi không được biết. Nhưng cái đó bé tài đã khóc thất thanh. Thì họ mới đem bé ra trả tôi và chính những người công an bế bé, bé tài lúc đó đã khóc và nói nhỏ vào tai tôi. Tôi cũng có con nhỏ như chị. Đến 12 giờ trưa, ông Lê Thanh Tùng, phó công an thành phố Phủ Lý, tát vào mặt tôi rồi kéo tay vứt mẹ con tôi ra đường, còn xe máy của tôi họ không trả. 17 giờ cùng ngày, tôi đến đòi xe, họ cũng không trả. Đến ngày 11 tháng 11 của năm 2013, thiếu tá Nguyễn Việt Phương, trưởng công an phường Lê Hồng Phong, mới chịu trả xe cho tôi. Lần thứ 27 Ngày 8 tháng 12 của năm 2013, tôi cùng nhiều người dân tham gia buổi dạ ngoại, phát bóng bay và bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền kỷ niệm ngày quốc tế nhân quyền mà Việt Nam mới tham gia là thành viên chính quyền đã dùng công an dân phòng, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên ra bà ra dùng bạo lực đánh đập phụ nữ và cướp tài sản của chúng tôi. Đặc biệt là bà Thuần đã bị hàng trăm công an mặc thường phục đấm đá túi bùi đến nỗi bà bị đá cả ra quần. Sinh viên Phạm Minh Vũ bị công an mặc sắc phục cướp ba lô trong đó có nhiều tài sản cá nhân. Lần thứ 28 Ngày 20 tháng 12 của năm 2013, Một bộ đông sáu chở con trai là bé Tài đi từ nhà tôi sang phòng tiếp tân tỉnh Hà Nam nộp đơn tố cáo ông Vũ Trọng Hồng Phương, phó an ninh thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Chỉ đạo côn đồ cướp máy ảnh và đánh vào bụng khi tôi đang mang thai ngày 23 tháng 24 tháng 4 của năm 2012. Khi đi đến nhà tư Đinh Tiên Hoàng, Lê Hoàng, đèn đỏ tôi dừng lại, đèn xanh tôi bắt đầu đi. Thì nhóm cảnh sát giao thông tích còi ra hiệu lệnh bắt tôi dừng xe. Khi tôi hỏi tôi phạm lỗi gì thì họ không trả lời được Tôi lấy máy ảnh ra quay Thì cô Linh, công an thành phố Phủ Lý Giải dạng công an Giải dạng công đồ cướp máy ảnh Tôi dàn lại máy ảnh và bước chân xuống khỏi xe máy Thì cảnh sát giao thông Đã giữ xe máy của tôi trái phép và kiện ra tòa Nhưng kết quả tôi chỉ nhận được là giấy báo Chuyển đơn của Viện Kiểm soát tỉnh Hà Nam Cho công an thành phố Phủ Lý giải quyết Tòa án thành phố Phủ Lý Thì trả lại hồ sơ Với lý do là Ông Phó Chánh án Đinh Văn An đưa ra công an là cơ quan hành chính của nhà nước, chỉ không được kiện. Để hợp thức hóa việc bảo kê cho tội ác của công an, ăn cướp tài sản của tôi giữa ban ngày, họ đưa ra các lý do vớ vẩn hết lần này tới lần khác yêu cầu sửa đổi nội dung bổ sung đơn. Tôi làm đủ thủ tục sửa đổi bổ sung hết lý do, thì họ lại ra quyết định trả lại hồ sơ vụ kiện. Lần thứ 29, ngày 7 tháng 1 của năm 2014, nhà tôi đã bị kẻ gian đổ dầu nhớt vào nhà phá hoại tài sản làm hỏng nhiều bộ chăn ga gối đệm trị giá gần chục triệu đồng. Đồng thời họ cũng rải truyền đơn dọa giết. Lần thứ 30, ngày 27 tháng 2 của năm 2014, tôi đến viện kiểm soát tỉnh Hà Nam nộp đơn và bằng chứng yêu cầu điều tra những người cảnh sát giao thông thu giữ xe máy của tôi trái phép. Ngày 20 tháng 10 của năm 2013 và trả lại tài sản cho tôi. Vì kiểm soát không nhận đơn và bằng chứng mà gọi hơn 20 người công an đến, ông Lê Thanh Tùng, phó công an thành phố Phủ Lý và ông Vũ Hồng Phương. Phó công an thành phố Phủ Lý là người chỉ đạo. Trong nhóm này, có những tên công an mà thường phục cùng hợp tác với cảnh sát giao thông thu giữ xe của tôi đến dùng bạo lực, đuổi mẹ con tôi ra khỏi viện kiểm soát. Lần thứ 31 Khoảng 9 giờ sáng ngày 23 tháng 3 của năm 2014, tôi cùng với hơn 20 người sát tập hơ mông bị công an, dân phòng và công đồ do công an chỉ đạo đã dùng bộ bạo lực đánh bắt ở trạm xe bus trên đường Nguyễn Lương Bằng khi chúng tôi đứng đón xe bus ra bờ hồ Hoàng Kiếm đồng hành cùng với anh Trần Bùi Trung đi đòi công lý cho mẹ của anh là bà Bùi Thị Minh Hằng người bị công an Đồng Tháp dàn dựng để bắt giam công an bắt tôi cùng với hai người hơ mông đưa về công an phường Quang Trung quận Đống Đa Hà Nội tại đây họ tôi đã bị đấm và bị công an cởi áo của tôi ra để lục xét vào quấy rối tình dục dùng bạo lực bẻ tay tôi để cưỡng chế lăn dấu vân tay. Công an cướp của tôi một cái áo thun tôi mặc trên người có hình bà Bùi Thị Minh Hằng và hàng chữ Phi Bùi Thị Minh Hằng. Đến 15 giờ, họ đẩy tôi lên xe ô tô của công an Hà Nam đưa về công an thành phố Phủ Lý, Hà Nội. Tại công an thành phố Phủ Lý, họ đã dùng bạo lực khống chế tôi để lăn dấu vân tay và chụp hình như đối với tội phạm chuẩn bị đem ra máy chém. Đến tối họ đẩy tôi ra đường lần thứ 32. Ngày 18 tháng 5 của năm 2014, tôi bị công ông 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 Cường phát an ninh quận Hàng Kiếm, Hà Nội và nhiều công an mặc thường phục dùng vũ lực bắt cóc khi tôi vừa bước chân từ xe bus xuống trạm xe bus chỗ bưu điện Hà Nội. Họ đưa tôi về công an phường Tràng Tràng Tiền. Sau đó thì chuyển tôi lên thành đến công an thành phố Hà Nội số 7 Hồ Thiền Quang. Đến 15 giờ thì họ lại chuyển tôi về công an phường Tràng, Tràng Tiền. Tại đây tôi bị họ đánh lột quần áo ra khám xét và thu giữ điện thoại, máy ảnh và tiền. Đến 19 giờ họ đấm đá khiên vứt tôi lên xe ô tô của công an tỉnh Hà Nam đưa về thành phố Phủ Lý, đẩy xuống đường và trả lại điện thoại, máy ảnh, máy ảnh và tiền. Lần thứ 33. Ngày 22 tháng đến ngày 24 tháng 5, nhà tôi bị rải truyền đơn dọa giết tôi và báo công an. Và công an đã đến hiện trường điều tra vụ án, kết quả là ngày 25 tháng 5 tôi bị năm công an tỉnh Hà Nam và Hà Nội mặc thường phục, dùng hung khí là tuyết sắt đánh trọng thương giữa đường tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, nhưng bất thành, làm tôi bị rãy xương bánh chà chân phải và bầm dập cả người. Tháng 7 của năm 2014, ông Nguyễn Duy Thuần, cán bộ về kiểm soát tối cao sau khi xem đơn và bằng chứng của tôi đã nói, tôi không nhận đơn vị của chị. Tôi không nhận đơn của chị vì chị đấu đấu tranh cho nhân quyền đến công an người ta đánh cho là phải. Ngày 24 tháng 12 của năm 2014, công an huyện Thanh Trì ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự do thượng tá Nguyễn Thế Hùng, phó thủ trưởng công an, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thanh trì ký với lý do là không xác định được hung thủ, trong khi tôi cung cấp đầy đủ hình ảnh, video thủ phạm hành hung tôi tại hiện trường. Mọi người có thấy là nó nó vô lý không? À, cái ông công an này khi mà chị gửi đơn lên thì ông nói là bởi vì chị đi đấu tranh cho nhân quyền nên công an người ta đánh cho là phải. Tại sao là một người ở trong viện kiểm soát, một cái người kiểm à, tối cao lại nói như vậy đối với một người dân một cái xứ sở mà đã ký uh, đã nằm trong ký hiệp định uh, liên liên hiệp quốc tế là về vấn đề nhân quyền mà tại sao lại nói là khi mà người ta đấu tranh về nhân quyền là lại bị đánh lần thứ 34 ngày 18 tháng 7 của năm 2014 tôi đi taxi từ nhà thờ Thái Hà địa chỉ ngõ 182 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội ra phố Tràng Tiền đón con tôi đang gửi ở đó để đưa về nhà, thì tôi bị năm công an tỉnh Hà Nam giải dạng công đồ bám theo đến đoạn Khâm Thiên, thì họ phòng xe trả vờ va vẹt. Vì tôi đã nói lời người taxi lái khi phát hiện ra nhóm người kia đi theo, nên người taxi đã kịp quay đầu xe đưa tôi về lại nhà thờ Thái Hà. Lần thứ 35 Lúc 6 giờ sáng, ngày 30 tháng 7 của năm 2014, tôi cùng với cô Huỳnh Phương Ngọc là thành viên Hội Phụ Nữ Nhân quyền Việt Nam bị Công an Hà Nội và Hà Nam, hơn 30 người cả sắc phục lẫn thường phục bao vây và phá cửa phòng nhà nghỉ Trúc Sơn, số 580, đường láng Hà Nội, nơi chúng tôi đang thuê để nghỉ. Công an ngăn chặn không cho chúng tôi đến dự buổi hội thảo truyền thông phi nhà nước tại Đại sứ Quán Úc mà chúng tôi là khách mời. Lần thứ 36, Ngày 29 tháng 8 của năm 2014 thì tôi và hai con là Phú và Tài đón taxi tại cửa nhà tôi để sang huyện Ân Thi, Hưng Yên tham dự đám cưới con gái của chị Minh là bạn cùng thời hoạn nạn bên Đòi Loan về. Khi xe taxi đi được khoảng 100 m thì lực lượng cảnh sát giao thông và công an tỉnh Hà Nam yêu cầu lái xe dừng xe không có lý do rồi họ bảo người tài xế taxi ngồi sang ghế bên cạnh để cảnh sát giao thông lái xe chở mẹ con tôi đi đâu đấy Lúc này mẹ con tôi đã kịp thoát thân xuống khỏi xe taxi và ngồi chờ vào nhà dân lánh nạn một lúc sau. Nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm mẹ con tôi mới được về nhà. Lần thứ 37, sáng sớm ngày 23 tháng 8 của năm 2014, nhà tôi bị kẻ gian là công an tỉnh Hà Nam đổ dầu nhớt và truyền đơn vào nhà phá hoại tài sản làm hỏng nhiều bộ chăn ga, gối đệm mà người hàng xóm bày bán nhờ nhà trong nhà tôi. Sự việc trên tôi báo với công an, Công an khu vực đến nhìn rồi bỏ về. Tôi làm đơn tố cáo hành vi phạm tội và báo cho tội phạm của ngành công an gửi công an vào viện kiểm soát. Thì vì kiểm soát tỉnh Hà Nam gửi cho tôi giấy báo tin số 216. Đã chuyển đơn của tôi đến giám đốc công an tỉnh Hà Nam, Bộ Công an ra thông báo số 3130 là họ đã chuyển đơn của tôi đến cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Hà Nam để xem xét giải quyết. Từ đó đến nay thì họ không hề điều tra giải quyết bởi thủ phạm đổi dầu nhất. Truyền đơn vào nhà tôi là công an tỉnh Hà Nam. Tại sao công an mà nó dùng những cái trò dơ bẩn như vậy để đối xử với người dân không biết nữa Thường thường ở nước ngoài thì công an người ta bảo vệ cho người dân á còn ở trong nước thì công an lại đi đánh đập và đàn áp sách nhiễu người dân Lần thứ 38, ngày 21 tháng 1 của năm 2015 Tôi cùng với 12 người gồm đoàn chúng tôi gồm có Nguyễn Hữu Vinh, Ngô Duy Quyền, Lê Nguyễn Lê Hùng, Nguyễn Tường Thụy, Trương Văn Dũng, Trần Thị Nga, Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Thanh Hà, Trương Minh Tam, Bạch Hồng Quyền, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Vũ Bình, cô Mai Thanh đến thăm tù nhân lương tâm Trần Anh Kim vừa mãn hạn tù ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình. Chúng tôi vào nhà chuyện trò thăm hỏi ông Kim được khoảng 20 phút thì chào ông để để ra xe đi về. Chúng tôi đã bị bà Cao Thị Minh Toàn, trưởng công an phường Trần Hưng Đạo giải dạng công đồ, chỉ đạo một nhóm công đồ là công an dừng vũ lực đánh bắt chúng tôi về công an phường Chúng đánh ông Nguyễn Hữu Vinh đổ máu mồm và bầm dập khắp người, cùng với nhiều người khác bị đánh kể cả già, người già và tôi. Tại công an phường họ đã đe dọa cho các cổ tôi và lục lọi khắp người tôi để thu giữ điện thoại. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, trước sự đấu tranh đòi tài sản và yêu cầu thả người của chúng tôi, họ mới trả tài sản và trả tự do cho chúng tôi. Mọi người có thấy là công an ở Việt Nam nó dùng một cái mánh lới là nó giả làm côn đồ, nhưng mà thật sự từ nó là côn đồ rồi đâu cần phải giả dạng làm cái gì nữa phải không? lần thứ 39 sáng ngày 30 tháng 3 của năm 2015. Tôi cùng với hai con là Phú và Tài đi xe ô tô khách từ nhà bố mẹ tôi ở xã Nguyên Lý, Lý Nhân, Hà Nam, lên bến xe giáp bát thành phố Hà Nội để 16 giờ chiều tôi tham dự buổi trao đổi với các nghệ sĩ Đức và Thụy Điển về vấn đề nhân quyền tại Đại sứ quán Đức. Lúc 9 giờ 30 sáng, khi xe tôi đến bến xe Giáp Bát Hà Nội, mẹ con tôi bước chân xuống xe thì bị hơn 10 người công an mặc thường phục và sắc phục bắt cóc tống lên xe ô tô biển xanh 16 chỗ của công an tỉnh Hà Nam bắt đi. Trên đường đi từ Hà Nội về công an thành phố Phủ Lý, tôi bị bốn công an khống chế tay chân để một tên đấm thẳng vào đầu và mặt. Bẻ tay chân tôi, làm tôi bị chảy máu mồm máu mũi, Đến 17 giờ chiều họ đè ngửa tay tôi ra và dùng khăn ướt lau hết các vết máu trên mặt tôi. Rồi họ đẩy mẹ con tôi ra đường. Lần thứ 40 Khoảng 16 giờ chiều ngày 2 tháng 3 của năm 2015, Công an phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam dẫn theo gần 20 tên công an giải dạng công đồ xông vào nhà tôi đòi kiểm tra thường trú tạm vắng đối với anh Nguyễn Văn Kỳ từ Nghệ An ra Hà Nội tiện đường ghé vào nhà thăm tôi được khoảng 10 phút công an đòi bắt anh Kỳ về công an phường. Trước sự phản đối của tôi, thì công an đã lập biên bản kiểm tra tạm trú và xé tờ biểu ngữ tôi dán trên tường với nội dung là công an những tên cướp ngày. Để phản đối hành vi công an về kiểm soát, bảo kê cho cảnh sát giao thông thư giữ xe máy của tôi trái phép ngày 20 tháng 10 của năm 2013. Trước đó, ngày 28 tháng 2 của năm 2015, công an cũng kéo cung đồ đến đàn áp và xé đi một tờ biểu ngữ. Lần thứ 41 ngày 14 tháng 3 của năm 2015, công an Phòng bảo vệ chính trị công an tỉnh Hà Nam chỉ đạo cho 4 cảnh sát giao thông và 5 công an giải dạng công đồ. Bao vây, khống chế quyền tự do đi lại của mẹ con tôi, không cho mẹ con tôi ra khỏi nhà. Khi tôi ra bến xe bus và taxi đều bị cảnh sát giao thông ngăn cấm. Ngày 13 tháng 4 là ngày tưởng niệm các chiến sĩ Việt Nam hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma. Lần thứ 42, khoảng 11 giờ trưa ngày 21 tháng 4 của năm 2015, tôi cùng với anh Lê Hồng Phong ở Hà Nội đến thăm tù nhân lương tâm Nguyễn Bá Đăng ở Hải Dương. Khi chúng tôi vào nhà ông Đăng được 5 phút thì năm người công an xã ập vào nhà đòi kiểm tra chứng minh nhân dân của tôi và anh Phong. Khi chúng tôi xuất trình giấy tờ thì họ thu giữ và bắt chúng tôi về công an xã Nam Trung, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Tiếp đó, công an huyện và công an tỉnh đưa chúng tôi về công an huyện làm việc với lý do là công an tỉnh Tân Nho và Sơn đưa ra. Ông Nguyễn Bá Đăng là thành phần đã bị đi tù về tội viết bài chống phá đảng và nhà nước. Vì thế, Bất kể ai lạ mặt đến nhà ông Đăng, chúng tôi đều phải kiểm tra ngăn chặn không cho tiếp xúc với ông Đăng. Đến khoảng 15 giờ 30 công an mới trả tự do cho chúng tôi. Lần thứ 43 Sáng ngày 26 tháng 4 của năm 2015, tôi cùng với khoảng 70 người dân diễn hành ôn hòa trên vỉa hè bờ hồ Hoàng Kiếm, Hà Nội. Phản đối chính quyền Hà Nội chặt phát cây xanh và yêu cầu minh bạch quan chức nào là người ra lệnh chặt phát cây xanh hủy hoại môi trường và là tài sản của toàn dân để che đậy tội trạng của mình, chính quyền Hà Nội đã dùng nhiều trăm công an, dân phòng và một lực lượng công đồ tay đeo măng đỏ ra quấy nhiễu, ngăn chặn quyền tự do đi lại và bày tỏ chính kiến của chúng tôi. 9 giờ 30, họ dùng bạo lực đánh đập bắt 22 người chúng tôi trong đó đa số là người già và trẻ em và phụ nữ vứt lên xe ô tô bus đưa về công an quận Long Biên, thẩm cung đặc biệt. Công an tự lập biên bản quy chúng tôi vào tội gây rối trật tự công cộng và quyết định xử phạt hành chính đối với chúng tôi và họ tự ký biên bản chúng tôi phản đối hành vi tùy tiện đó của công an và không ai ký. Chúng tôi bị bắt vào lúc 9 30 sáng đến 15 giờ 40 thì tất cả chúng tôi mới được trở tự do. Bài viết này chị viết vào ngày 25 tháng 5 của năm 2015, tức là cách đây một uh, một năm rưỡi. Nhưng mà đây là 43 lần mà chị bị đàn áp sách diễu cũng như là quấy rối mà nó còn chưa đủ nữa bởi vì Gần đây thì Thanh Tâm còn được biết là công an đã dùng nhiều thủ đoạn đê tiện khác để mà đối phó với chị nữa. Và như là quý vị đã biết rồi, chị Trần Thị Nga chỉ là một người phụ nữ um, chân yếu tay mềm mà thôi. Thì tại sao họ lại dùng hàng chục công an để mà đi đàn áp một người phụ nữ như vậy? Trong khi đó thì đối với um, giặc tàu đó thì họ là hèn hạ cuối mình. Và đối với những người mà ngư dân ở ngoài biển đó thì họ cũng không có lên tiếng để mà giúp đỡ mà cứ để cho tàu lạ đâm chìm tàu cũng như là bắn chết ngư dân của người việt nam thì uh, qua những cái bài tổng kết như vậy qua những cái bài viết này thì mọi người cũng đã nhìn rõ cái bộ mặt à uh, thật sự là của cái bọn quỷ đỏ cộng sản rồi phải không thì khi mà những uh, uh, những cái người mà dư luận viên vào đây đó thanh tâm thật sự là mặc dù họ chửi thanh tâm nhưng mà thanh tâm cũng muốn cho họ lắng nghe lắm lắng nghe để họ thấy là họ đê tiện và họ bị ổi họ hàng hạ đến cỡ nào để họ có thể nào uh, giống như là một cái uh, một lúc nào đó đó họ phải thức tỉnh để mà họ thấy được là những việc làm của họ là sai và họ phải uh, dùng cái lương tâm của mình để uh, à, giống như là tôi nói là dùng cái đức của mình đó để uh, có thể uh, thắng lại cái phần uh, cái phần con của họ trong, trong người của họ nhiều quá thì mình chỉ mong là họ có thể thức tỉnh lương tâm thôi để đừng có đi đàn áp đánh đập người dân của mình nữa những người mà họ cần phải đánh là những cái bọn mà đang xâm chiếm biển đảo của đất nước mình kìa và sau đây thanh tâm xin đọc những cái bài viết ở trên facebook um, đã viết cho chị trần thị nga sau khi biết tin là chị đã bị bắt khó ngủ làm mấy chén mới ngủ được một lúc Tôi thường ngu vì toàn sống bằng cảm xúc Nga ơi, bà làm tôi không cầm được Không cầm lòng được khi nghĩ đến hai thằng bé Bạn bè hoạn nạn phải có nhau Mà sao tôi bất lực Bà vẫn bảo hai đứa mình là xương máu Cái tấm hình này hôm đó bà kêu lạnh Khen tôi có cái khăn đẹp thế Tôi đưa kêu dùng đi Hai đứa đùm đẩy nhau mãi Đứa thì lo, đứa kia lạnh Đứa kia lại lo, éo có tiền để mua cái khác Tôi kêu khăn này của đứa em nó cho, nói mãi, nói mãi, cuối cùng nó mới chịu nhận. Hôm nay trời rét căm căm, không biết lúc nào chúng tôi... Chúng lôi bạn tôi đi, nó có kịp mang theo để dùng không nữa. Hôm nay 24 tháng chạp, bạn tôi đang trong hang sỏi. Đó là bài viết của Thảo Theresa. Từ lúc biết tin Nga bị bắt, nặng lòng lắm và cứ nghĩ đến hai đứa nhỏ là nước mắt lại ứa ra. Vì trời thì lạnh, Tết thì chỉ còn vài ngày nữa là đến. Vậy mà chúng còn cố tình bắt Nga đi. Dù cô ấy chẳng vi phạm điều gì ngoài lòng yêu nước và nói ra sự thật. Nhưng hiện tại mình có chút yên lòng, dù trong lòng còn đầy căm tức. Vì thấy hình ảnh và ánh mắt cương nghị của Nga trước một bài lan sói. Hãy yên lòng Nga nhé. Mọi người luôn ở bên bạn. Bọn trẻ dù thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, nhưng tớ tin chúng sẽ luôn ngẩng cao đầu và tự hào về mẹ. Đó là những lời viết của Phan Cẩm Hường. Chỉ nói riêng về lòng dũng cảm chống lại tà quyền thì trong phái đẹp có rất nhiều người. Trong... Nhưng trong đó có bốn người phụ nữ mà tôi ngưỡng mộ nhất. Họ luôn là tấm gương cho tôi học tập đó là Trần Thị Nga, Phạm, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Cấn Thị Thiêu. Tôi viết tên họ theo thứ tự chữ cái tiếng Việt. Hình ảnh ngẩng cao đầu lúc bị bắt của các chị trước một đám nhung nhúc linh cẩu và kênh kênh in đậm trong tôi. Tôi tự hào về họ. Trần Thị Thảo đã viết những câu này hôm nay lại một bà mẹ đơn thân nữa bị bắt ngoài việc tố cáo mạnh mẽ những kẻ môi giới lừa đảo người lao động sang Đài Loan tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm hại biển đảo và nhiều hoạt động bảo vệ môi trường thì nga làm còn gì nữa để đến mức bị bắt Thúy nga từng bị an ninh Hà Nam đánh gãy chân phải chống nạn mấy tháng trời ba mẹ con bị ném móng tôm nhiều lần vào người bị ngăn chặn quyền đi lại bị cướp xe máy điện thoại hai đứa trẻ này đã nhiều lần ngơ ngác chứng kiến những sự việc đau lòng ấy tại sao chính quyền tự cho phép làm những điều bẩn thỉu trái pháp luật rồi lại đi bắt một người chỉ vì cô ấy lên tiếng về những vấn đề chung Mà cô nhất thiết phải bị bắt ngay trước Tết hay không? Từ lúc biết tinh Nga bị bắt thì hình ảnh hai đứa trẻ này cứ lãng vảng trong lòng tôi Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Bùi Thị Minh Hằng, Cấn Thị Thiêu, Nguyễn Đặng Minh Mẫn Những người phụ nữ bất khuất kiến cường trước bảo quyền Cộng sản Việt Nam Họ bị bắt vì tội yêu nước thương dân Họ tranh đấu cho những bất công Cho quyền làm người của cả dân tộc Việt Nam Họ hiền lành Họ chất phát Nhưng hậu sống đầy tình nghĩa Nhưng họ dám đứng lên Chỉ đích danh bọn bán nước hại dân Bọn cầm quyền khốn nạn Bọn cộng sản độc ác Hèn với giật, giật và ác với dân Bao người vì yêu nước Vẫn dấn thân Dẫu ngục tù tọa đầy Dẫu trong gai để còn có ngày mai Vẫn hiên ngang bước đường miệt mài Đi lao tù về đồng bào quê hương Đó là bài viết của Tú Nguyễn Và chị Thu Nguyệt đã viết là Đọc được tin em Thúy Nga bị bắt Điều 88 cảm thấy buồn cho một xã hội bất công Khi một người dám nói lên tiếng nói công lý và sự thật Thì lại vào nhà tù cảm thấy buồn lắm Tội cho hai đứa cháu Cả buổi chiều chạy lang thang định mua cho mình ít đồ nhưng chẳng mua được gì. Đầu như trống không, chạy hết chỗ này tới chỗ kia. Về đến nhà lúc 22 giờ 30 phút, mở máy lên nhìn em ngẩng cao đầu, chị rất không phục em nga. Hôm bữa ra Hà Nội ghé thăm em thì em nói là em lo cho chị, nói kỳ này chị đi nhiều có chừng đó, nhưng hôm nay lại là em. Chị cũng nói với em là khi bước chân vào con đường dấn thân cho công lý và sự thật, thì trước sau gì cũng bị vào nhà tù mà ngồi. Khi sống trên một đất nước không có luật pháp, và chỉ nói là chị đã không chuẩn bị tinh thần quần áo thì đã sắp thì đã sắp xếp sẵn vì chị nghĩ chị không làm gì sai cho nên chị không sợ điều gì rồi hai chị em ngồi tâm sự nhưng hôm nay là em hãy vững tin nha nga mong cho em được bình an đó là lời viết của chị thu nguyệt Con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, cả thành ngữ ấy, đó thật đúng. Chắc mọi người cũng đang trong tâm trạng như mình. Xót cho bốn đứa trẻ phải xa mẹ chưa biết đến bao giờ, lại càng thương mẹ nó phải xa con. Tết năm ngoái, mẹ con nó bị bắt, bị hắt móng tôm ở ngoài phố khi trời rác căm căm. Xa hơn nữa thì năm 2014, bọn chúng đã truy sát cả ba mẹ con khi thằng bé mới được mười mấy tháng tuổi. Bản năng người mẹ khiến mẹ nó lấy thân che cho con nên cứu được hai đứa trẻ, nhưng mẹ nó đã bị gãy tay, gãy đùi. Chỉ còn vài ngày nữa là Tết mà bọn chúng đang tâm bắt đi mẹ của hai đứa trẻ. Mẹ chúng có tội tình gì? Chúng bay còn là người Việt nữa không mà sao độc ác với người Việt như thế? Đó là lời viết của chị Nguyễn Thúy Hạnh. Thật sự là... À, rất là công phẫn khi mà khi mà đọc những cái điều mà chị chia sẻ nhưng mà khi lại rất là cảm động khi mà đọc những cái dòng chữ của những người bạn của chị nga viết về chị cũng như là nghĩ đến cái hoàn cảnh của hai đứa con của chị hai đứa con rất là nhỏ chỉ mới 4 tuổi và mới 7 tuổi mà thôi mà bọn nó phải xa mẹ của mình và tụi nó phải chứng kiến cảnh mẹ của mình bị đánh đập đàn áp và chính chúng cũng là nạn nhân nữa À, bây giờ mình đọc tiếp cái bài này là tội phạm mà hiên ngang thế này à. Ta mong được hiên ngang, đứng trước bài xói lan chúng mày như chị hôm nay. Đất nước Việt Nam này từ khi có chúng bay, đâu đâu cũng là nhà tù. Dân sống với chế độ này có khác gì một tù nhân, hiên ngang bước vào nhà tù nhỏ để cho người đời thấy rõ sự độc tài mang rợ của chúng mày, một chế độ độc tài công an trị. Chúng mày ca trị dân bằng luật rừng, bằng dùi cui, nắm đấm, những người được chúng mày gọi là phản động như tao sẽ mãi mãi hiên ngang, đứng bằng hai chân và ngẩng cao đầu nhìn chúng mày. Nhưng Việt Nam này không xem chúng tao là tội phạm. Những kẻ là tội phạm chính là chúng bay, những kẻ bán nước cho tàu. Bòn mót phá nát đất nước này, kẻ bán nhân tộc Việt Nam bán dòng giống lạc hồng này. Chúng bay có thể giam cầm thể xác nhưng tinh thần thì không bao giờ. Chúng bay nhìn lại những người mà chúng bay bắt giữ. Có ai sợ hãi mà từ bỏ lý tưởng cao đẹp đó hay không? Hãy chuẩn bị cho ngày tàn của chúng bay không lâu nữa đâu. Hôm nay là ngày 24 Tết, chúng nó đành đoạn cách ly người mẹ và hai đứa con. Chúng nó là cầm thú chứ không phải là con người. Lòng công phận của tao đã lên đến đỉnh điểm. Lũ khốn nạn, cộng sản, lũ xuất vật. Đó là lời viết của Nguyễn Phương. Bà thơ này là viết cho con. Có chia ly nào đau hơn mẹ và con? Những ngày cuối năm, cuộn nỗi buồn nhân thế Trái tim mẹ đau xoắn kiếp người như thế Mũi dao kia đang cứ nát cõi lòng Nhớ nghe con khi khói vẫn chưa tan Thì mọi thứ chẳng có gì yên ả Đất đai của tổ tiên đang trồng chành nghiêng ngã Tiếng gió rít va vườn bởi những con đôi, đôi, đôi mắt cứu gian manh Những đây hèn không ngăn được mẹ đấu tranh Cho con yêu và bao phận người bất hạnh Mẹ muốn tiếng con cười vỡ ra trong chiều xanh đầy nắng, gió thâm lừng, con có biết hay chăng? Những ngày xa mẹ mong con mạnh lành và chạy nhảy tung tăng, giữa mắt trũng sâu vẫn thấy tiếng cười con trẻ như dòng nước mắt đầm trong tim mẹ lao ngục chẳng sờn thần dự chính là con. Lòng tôi quặn thắt thương chị và các con ngày 21 tháng 7 của năm 21 tháng 1 của năm 2017, chị Nguyễn Minh Nguyệt đã viết bài thơ này. đêm nay có những đứa trẻ đang rên khóc vì mất mẹ, những đêm nay có những con người đang vui sướng vì thứ ánh sáng, còn đảng còn mình của họ. Chị Nga sẽ mãi nhớ giây phút não nề vì những con người mặc sắc phục bảo vệ cho cái tổ ấm của họ mà đưa người mẹ của hai con nhỏ đi vì điều 88 trước thềm Tết Đinh Dậu để mừng đảng và mừng xuân. Đêm nay và những đêm sau, ánh sáng ở đâu sẽ chiếu đến? Người ngủ mất rồi phải không... Người ngủ mất rồi phải không? Thần công lý, và đêm nay cho con người của chúng ta thêm mạnh mẽ và kiêu hãnh Ta sẽ cùng nhau nhắc lại lời hứa với lòng mình Đừng sợ bình minh đang đến khi bóng đêm đang dần khuất xa Và lời cuối của chị khi bước vào xe Lúc đó sẽ có sự thay đổi rồi Sẽ là lời câu chúc là bàn đẹp dũng mạnh nhất Để những con người ở lại bước vào đêm u tối Đêm nay ta mong chờ điều gì sẽ làm giảm cơn co thắt bắt bớt điên cuồng của họ Không có điều gì cả, chỉ có lòng tin và sự dấn bước mới làm cho trùng tay họ hãy cho họ thấy là bắt một người Thúy Nga thì có sẽ có hàng trăm, hàng ngàn người Thúy Nga khác. điều đó chỉ làm được khi ta bước qua nỗi sợ hãi và cùng nhau đi vào bóng đêm. đã gần chạm tết, chỉ cứ tạm đón yêu thương trong một nơi trật hẹp, ở đó không hẳn là ngừng đấu tranh. người tranh đấu thực sự như chị ở đâu cũng sẽ là chiến trường, ở đâu cũng sẽ là bờ bến yêu thương. có khi mà đau khổ là tù, có gì mà đau khổ là tù đầy. Đêm nay thì những người bên ngoài trại giam sẽ nguyện cầu cho đất nước cho chị để sự hy sinh của những người mẹ không thể là vô ích, nhưng là khói lửa, hung đúc cho một thế hệ trẻ. Đêm nay thật là hiên ngang và hào quang nó bất tận như một đoàn người đi không thấy nổi. nỗi người cuối cùng, đêm nay cùng Chúa chị hãy chút rỗng lòng mình để chìm vào niềm yêu mến ngọt ngào bình an. Đêm nay là đêm đầu tiên dài lắm của chị, nhưng màn đêm mang lại niềm khắc khoải chờ đón một mùa xuân đất trời thật sự mùa xuân đó tất nhiên không còn có những khẩu hiệu láo liếu mừng đảng mừng xuân cưỡng bức thị giác khắp phố phường em tin chị đủ sức vượt qua chính bản lệnh chị mấy năm nay đáng để em noi gương tinh thần chống giặc nội xâm và ngoại xâm đờ mờ chính quyền hà nội dù có bắt hết những người như chị thì những người như chúng tôi càng mạnh mẽ hơn một sự sai lầm trong nước cờ trao đổi tù nhân không hơn không kém nguyễn thái sơn đã viết đã viết những cái câu đó bắt những người phụ nữ đơn đơn thân đang nuôi con nhỏ với những tội danh mơ hồ khi bắt thì xua quân đông đảo hùng hổ còng tay dẫn đi ngay trước mặt con người ta có phải tội phạm nguy hiểm cần khống chế đâu mà làm như thế Rồi người thì rồng rã hàng tháng không cho thân nhân được gặp mặt, người thì bắt đi ngay những ngày trước Tết, cướp luôn cả cái Tết đầm ấm của mẹ con người ta, của những đứa trẻ thơ. Tôi đã sống với chế độ Cộng sản 34 năm trời, tôi đã thấy hay đã đọc, đã nghe và vẫn đang tiếp tục đọc, nghe hàng ngày về sự phi nhân, hèn hạ, thù dai của chế độ này. Nhưng chẳng bao giờ tôi có thể hết kinh ngạc về mức độ phi nhân, hèn hạ, thù dai lúc đó. Nghe tin chị bị bắt lúc trưa, lòng buồn lắm muốn viết vài dòng về chị em quan chị từ cuối năm 2013 lúc đó chị động quyên, viên và giúp đỡ em nhiều khi em đang ở Hà Nội cũng thời gian này thì em hiểu hơn về những việc chị làm cho xã hội cho đất nước dù rất thầm lặng vấn đề mà chị đấu tranh cho sự thật và công bằng xin nhường lại cho người hiểu chị hơn nói còn em thì chỉ nói những gì em biết rõ những sức học bổng mà khang làm bấy lâu nay cho những bạn nghèo ở nghệ an của một tay chị nga hướng dẫn và ưu tiên cho có thể những hậu học sinh đó chưa một lần biết đến chị nhưng mà chính chị mới là người nạp đến để lấy những suất học bổng đó cho các em cứ mỗi mùa học mới chị lại kêu khang ơi em làm máy suất học nhé và cứ thế mấy năm rồi chị âm thầm phụ giúp các em có thêm điều kiện để học mà ít ai biết đến rồi mai đây chị không ở nhà những em học sinh đó sẽ mất những khoản hỗ trợ đó thiệt thòi cho các em rồi từ khi nghe tin chị bị bắt em hụt hẫng nhiều hai chị em đã từng nói với nhau đến điều này từ hơn một năm trước và dẫu biết chị luôn sẵn sàng cho việc ngồi tù vì dám nói lên chính kiến đòi công bằng cho những người lao động việt tại đài loan gặp rạn nhưng thương bé tài bé phú chúng còn quá nhỏ và cần đến mẹ chị biết cầu nguyện cho chị và các cháu cố lên chị hồ huy khang tôi xem hình này và không khỏi tự hỏi hai người phụ nữ dùng tay bắt giữ chị trần thị nga tức là bà thúy nga, tức là chị thúy nga là công an nước nào mà ăn mặc lạ và thiếu đồng nhất như vậy hai chiếc mũ đó thuộc quân chủng nào mà trong ngành công an việt nam và tôi cũng ngạc nhiên khi thấy cảnh phục của người áo xanh có logo của hãng adidas hãng quần áo thể thao này cung cấp cảnh phục cho công an việt nam hay chăng và nếu họ không phải đang mặc cảnh phục của ngành công an thì với quần áo dân sự như thế họ có quyền ngang nhiên bắt giữ người theo luật định hay sao nước tôi ngày càng có nhiều điều lạ thật luật sư lê công định nhiều hoạt động thiếu Nga bị bắt vì tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đa số đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng điều 88 Bộ luật hình sự để kết tội người dân là hoàn toàn vô khống và trái với những gì ghi trong văn bản của điều 88 này. Những người bị chính quyền kết tội thường là một là đòi hỏi những quyền cơ bản, quyền con người, thứ hai là chống trung cộng xâm lược. Trong hai trường hợp ấy không trường hợp nào chống phá nhà nước ngụy quyền Hà Nội cả. Đòi hỏi quyền con người bằng hình thức ôn hòa là việc làm chính đáng, Ngụy quyền Hà Nội đã đặt bút ký kết các hiệp ước về quyền con người nhưng cho rằng những người dân đòi hỏi quyền này là chống phá nhà nước. Vậy đã thừa nhận nhà nước Việt Cộng đã vi phạm các hiệp ước cam kết với quốc tế. Trường hợp thứ hai là chống quân xâm lược Trung Cộng. Nếu chống Tàu là chống phá nhà nước Hà Nội thì tôi nghĩ Cộng sản Việt Nam cũng nên kết tội hai bà Trưng, lê lợi Lý Thường Kiệt luôn là vừa. Chống Tàu là biến thái hóa thành chống nhà nước vậy. Nhà nước này đã tự nhận họ là tai sai ngoại bang hay chăng? Vì vậy, nếu Ngụy quyền Hà Nội đi ngược lại những điều của chính Ngụy quyền đưa ra, chỉ để trá hình cho mục đích bắt bớ những ai chống tàu, thì đảng Cộng sản Việt Nam cũng nên sửa là điều luật này là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để hợp với bản chất tai sai trung cộng của đảng Cộng sản hay hơn. Đó là những câu nói của Nguyễn Quân. Người bắt với kẻ bị bắt sao lại thấy sự đối lập ở đây? Ánh mắt hiên ngang luôn sẵn sàng cho những ngày tháng tù đầy sắp tới của chị Nga dường như làm tăng thêm phần xấu hổ cho người phụ nữ áo trắng bên cạnh lên gấp gấp nhiều lần. Người phụ nữ tay không tắt sắt mặt một mình nuôi mấy đứa con, cô ấy chống ai, hô hào lật đổ được ai mà huy động có một lực lượng được trang bị tặng răng như thế, chỉ để bắt một người luôn sẵn sàng chờ đến ngày này. Giá như sự cần mẫn của các anh được áp dụng để ngăn một trịnh xuân thanh ôm vài nghìn tỷ đi ra nước ngoài như chốn không người, thì đó đúng hơn là nhắm vào người phụ nữ này, những người làm nghèo đất nước, làm bay hơi tiền thuế của dân, làm đất nước ngày càng tục hậu mới chính là những kẻ đáng bị bắt chứ không phải là những người vạch trần bộ mặt của chúng như chị Nga bây giờ hay là mẹ nắm trước kia. Lịch sử rồi sẽ ghi lại những hình ảnh này, con cháu chúng ta sẽ được thấy về cái thời mà cha ông chúng là nơi tận mà sự điểu cán luôn hiện hữu trên khuôn mặt của bộ máy công quyền. Nhân Thế Hoàng đã viết ra những câu này. Chị tôi, Trần Thị Nga, một người chị có nhiều kỷ niệm rất thân tình và đẹp đẽ với tôi. Một người chị đã cho tôi nhiều cảm hứng hơn trong việc dấn thân trên con đường chiến đấu cho tự do dân chủ. Tôi biết chị từ năm 2010. Nhiều lần tiếp xúc với chị, chúng tôi trở nên thân tình, coi nhau như chị em ruột rà trong gia đình. Chị quan tâm và luôn khích lệ tôi từ đó. Mỗi khi có dịp là hai chị em hạng huyên tâm sự đủ điều, nhân tình thế thái, tôi thật sự rất là cảm mến và bị thuyết phục bởi hoàn cảnh và ý chí tư duy của chị. Phải nói là chị vui tính, thương người và hòa đồng, dễ gần với tất cả mọi người. Chị rất chịu khó học hỏi họ những điều gì chưa biết với bất cứ ai chị tiếp xúc, dù người đó nhỏ tuổi hơn chị. Năm 2011, chị là người đầu tiên trong khóa huấn luyện truyền thông do... Không biết cái nào là tổ chức gì. Tại nhà thờ Thái Hà có kết quả đáng khâm phục. Chị ưu tư và vất vả vì tôi rất nhiều. Trong lúc tôi ngồi tù, những người phụ nữ quan tâm đến tôi nhiều nhất đó là chị và chị Bùi Thị Minh Hằng. Một kỷ niệm đã làm trái tim tôi ấm áp, vui tươi hơn khi tôi còn ở trong tù. Chính chị đất thân mua hoa đến tận trại giam Nam Hà để chia sẻ chúc mừng sinh nhật tôi vào năm 2014. Khi tôi ra tù, chị là người xuất hiện đầu tiên để ôm tôi vào lòng. Tôi yêu mến chị bằng lòng mến và tình yêu tận sâu thẳm trái tim mình. Tôi mừng vui vì nhà cầm quyền cộng sản đã bắt giam chị vì họ đã thua chị một người phụ nữ can trường. Chị thường nói với tôi thế này, đi tù là niềm hạnh phúc và hãnh diện vì mình đã, đang và sẽ góp phần làm cho Việt Nam có được dân chủ và tự do, công lý và tình thương thật sự. Lê Văn Sơn đã viết như vậy. Và cuối cùng thì um, bài thơ của Thái Bát Tân. Ông đã viết Mấy ngày nữa là Tết, công an ập đến nhà đọc lệnh bắt khẩn cấp công dân Trần Thị Nga về tội chống nhà nước, về tội theo luật 1 điều 2, một tội lớn kinh khủng. Vậy Thị Nga là ai? Một phụ nữ bình dị, hơn nữa lại đơn thân, một đất hai con nhỏ, phải vất vả kiếm ăn tức thì chỉ là kiến một chính quyền là voi hôm nay voi bắt kiến hai kiến con ai nuôi vấn đề là thế đấy vậy kiến đã làm gì để voi nổi thịnh độ xét vào hàng chu di kiến cũng chỉ là kiến làm việc nhỏ như mình chạy chẳng chắc chắc voi cư xử độc đoán và vô tình dẫu thế nào đi nữa voi vẫn phải là voi không được bắt kiến mẹ để con không ai nuôi mấy ngày nữa là tết voi bắt kiến thế này thì voi bé hơn kiến thả ngay và hãy thả ngay đó là những cái câu thơ của uh, ông thái bá tân có một cái bài viết này mới vừa uh, mới vừa viết lên mạng mà thôi thì tân tâm cũng xin đọc luôn tôi đang cố hiểu tư duy của những người ra quyết định bắt người phụ nữ này trước hết tôi không tin thúy nga tuyên truyền chống phá nhà nước mà nếu nói lên sự thật, lên án những điều sai trái của chính quyền, bảo vệ môi trường một cách mạnh mẽ thì những người như nga nhiều lắm. nhưng tại sao lại bắt nga? bởi tính cách mạnh mẽ, sự quyết liệt trong phản ứng với chính quyền. nếu chỉ dựa vào thái độ mà quy tội thì không đủ. vậy chắc hẳn còn có những điều gì đấy mà chúng ta không biết. nhưng tiếp thay qua những vụ án, hai bao cao su, trốn thuế, rơi rối trật tự công cộng, thì tôi tin rằng công luận không mấy tin những gì mà hệ thống tư pháp tuyên bố đằng sau những lời buộc tội luôn ẩn chứa những lý do không thể nói lên lời không thể đưa lên báo chí vậy cái lý do ấy là gì một người bộc trực cách đấu tranh thẳng thắn có thể nói là khá là thô sơ của nga theo tôi không có gì đáng gọi là nguy hiểm cho nhà nước vậy thì việc bắt nga sẽ có lợi gì sẽ tốt hơn cho uy tín của nhà nước không hề bởi chỗ ai cũng nhìn thấy đấy là một bà mẹ đơn thân việc bắt bớ chỉ gây hiệu quả phản cảm bất lợi cho họ bắt để đe dọa những người đấu tranh khác có thể đấy là tư duy của những người đưa ra quyết định nhưng đấy là một sai lầm. Những người đã tham gia vào đấu tranh nếu họ sợ họ đã không làm từ đầu. Việc bắt bớ một người với lý do thiếu thuyết phục sẽ chỉ khiến họ phẫn nộ hơn và có thể khiến cả những người không quan tâm tới chính trị sẽ thiện cảm hơn với chính quyền. Những người đã có đủ Dũng khi đi đấu tranh đều hiểu một điều đơn giản là đời chỉ có một lần. Thời gian sống thực cũng không là bao nhiêu, Sống làm sao cho có ý nghĩa nhất và để được thế thì họ cần phải sống đúng là mình. Nỗi sợ nếu có chỉ là thoáng qua sẽ bị, bị chôn vùi bởi khát vọng đẹp đẽ. Do vậy mà càng sống, nỗi sợ trong họ càng ít đi. Và nếu ra đấu tranh, họ sẽ ngày càng quyết liệt hơn mà thôi. Viết status này để cố hiểu tư duy của họ nhưng kết cục thì tôi vẫn không hiểu nổi. Chỉ biết rằng tôi thấy Thúy Nga là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, rất đáng nể phục. Tôi không lo nhiều cho con người ấy, chị ấy hoàn toàn có thể bước qua mọi việc đấy là một con người không biết sợ nhưng còn hai con trẻ thì sao tết này chúng sẽ xa mẹ về sau thì chúng sẽ thiếu nhưng hiện giờ những tâm hồn trẻ thơ sẽ ngơ ngác nỗi nhớ mẹ sẽ khiến chúng khắc khoải đợi chờ thế giới sẽ trở nên một nơi rất nguy hiểm buồn bã và bất trắc và những con tim đó có lương tri sẽ còn phải bỏ nhịp nhiều lần mỗi khi tự hỏi tại sao là như vậy có thể tôi thiếu thông tin nên tôi không hiểu, tôi hy vọng hệ thống tư pháp và báo chí sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết để tôi hiểu. Nhưng trong thẩm sâu, tôi cũng biết rằng đấy chỉ là hy vọng hảo huyền, bởi lòng tin của tôi hình như không còn nhiều nữa. Đó là bài viết của Châu Đoàn. Một phụ nữ nông thôn học chỉ hết lớp 7, viết còn sao chính tả. thì một nách, hai con nhỏ, quanh ngày bị công an Hà Nam đóng giả công độ canh gác nhà ném mắm tôm dùng gãy sắt đánh gãy chân đến tàn tật chặn đường cướp xe máy cướp điện thoại chặn trẻ con đi học đi chơi về quê nhưng bị chụp mũ tội tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa mà là hài hước thay là việt nam đã tiến lên xã hội chủ nghĩa đâu chưa có nhà nước xã hội chủ nghĩa vậy thì hóa ra cô học lớp 7 này bị vô tội chống nhà nước ma ảo tung chảo ạ à. thế thì phải hiểu bọn công an hà nam đang ăn lương và làm thuê cho nhà nước nào thật hay ảo và xứ này hàng triệu trí thức mấy chục ngàn tiến sĩ sẽ phải lấy váy đập Đục trùm đầu để khỏi xấu hổ với tiền nhân mất thôi. Lê Dũng, Vô Va đã viết những câu trên. Bộ công an Hà Nam thuê cả lũ ma cô đi bắt người vô tội, nhìn ánh mắt em bình thản đón được, đón đợi, anh khâm phục em. Để phục vụ cho việc lên sao, lên vạch, để nâng cốc hỷ hạ uống trên xương máu đồng bào, chúng mày chụp cho người phụ nữ với hai con nhỏ cái tội danh đầy mơ hồ và khốn nạn tuyên truyền chống phá chế độ khi người ta thực hiện các quyền được nói để vạch trần xấu xa bất công tết này chúng mày mờ mở thưởng khao quân sung sướng thăng chức thân hàm với vợ con bố mẹ nhà chúng mày chúng mày hãy nhớ cái tội ác thất đức mà chúng mày gây ra cho ba mẹ con nhà ấy sát ngay tết nhé lã quan hải mày đọc cái lệnh giữa rừng người mà chúng mày mà sao tay mày rung sống lên như thế đó là bài những câu viết của nguyễn chí tuyến có nghiêng có hiên ngang không có kiêu hùng hay không chỉ thiếu mỗi câu đã đảo là đủ oai phong như hoặc hơn những hình tượng anh hùng mà cộng sản từng thiêu dệt người phụ nữ ấy nuốt lệ vào trong gửi lại cho hai đứa con thơ bình thản bước vô cái nhà tù nhỏ trước tết nguyên đáng đúng một tuần nhà cầm quyền đang làm một việc rất tốt để đốt lên một ngọn lửa căm thù rồi một ngày nào đó lịch sử sẽ ghi là bà trần thị nga người phụ nữ kiên trung đã đến đấu tranh cho quyền được nói và bị giam cầm bởi luật độc tài trương quang thi đã viết những điều này ừ. và tiếp theo là bài viết của uh, nhạc sĩ nguyễn tuấn khanh trước khi đọc xin phép cho thanh tâm uh, một phút nha mình phải đi lấy nước uống <laughs> cắt nước quá rồi xin chờ một phút xin chào, xin chào. nhà tiếp theo là bài viết cho một người phụ nữ tháng chạp của Nguyễn Tấn Khanh. Thật nhanh chóng, cuộc vây bắt người phụ nữ có hai đứa con nhỏ tại tỉnh Hà Nam mới diễn ra vào buổi trưa ngày 21 tháng 1. Thì đến tối, người ta đã nhìn thấy hình ảnh video do công an đưa ra. Cơ quan này vội vã cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với chị Trần Thị Nga về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo quy định tại Điều 88 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999. Cuộc vây bắt được chuẩn bị thật tươm tức và chu đáo đã nhắm vào một người không hề trốn chạy và luôn nhìn thẳng, đối diện với mọi hình thức tàn bạo nhất. Cuộc vây bắt rầm rập, rầm rạp và quá chuyên nghiệp đến mức người ta nhớ đến các cuộc đi ra khỏi Việt Nam một cách thư thả của các quan tham nhũng như Trịnh Thuân Thanh, mà tiếng hô vang truy tìm giống như một cuộc trò chơi trốn tìm của trẻ con. Chị Nga bị bắt vào 24 Tết. Tức chỉ còn vài ngày nữa là chị Nga và hai đứa con nhỏ của chị là Phú và Tài sẽ cùng nhau đón ông bà, cùng nhau đón một năm mới. Họ sẽ có cơ hội để ôm lại những ngày tháng cả gia đình bé nhỏ đó bị công an đập cửa sách nhiễu, an ninh mặc thường phục đeo khẩu trang hành hung, thậm chí bị sáu người phải bắt đánh chị Nga bằng gậy sắt đến gãy chân vào năm 2014. Phú và Tài, hai đứa bé đã cùng mẹ lớn lên, có đủ cơ hội để biết học biết về bạo lực của ngành công an Hà Nam lẫn gì phi nhân của người cầm quyền đã không chỉ nhắm vào chị Nga mẹ của chúng, mà còn cả với chúng. Những đứa trẻ đến trường mà bị buộc phải học và yêu thương những kẻ tàn độc với mẹ của chúng. Chị Nga không phải là người phụ nữ duy nhất bị đối xử bất nhân và quy chụp theo đường 88. Nhà cầm quyền đã kéo lê điều 88, 258, 79, đi khắp nước như những cái máy chém vô hình để chụp xuống bất cứ ai mà họ cảm thấy là nhân vật gây khó trong công cuộc gieo rắc toàn trị từ sau năm 1975 đến nay, có rất nhiều những người phụ nữ với tiếng nói và tinh thần tự do ôn họa của mình đã trở thành cái gai trong mắt kẻ có quyền. Từ Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Đỗ Thị Minh Hạnh, Phương Uyên, Phạm Thanh Nghiên, Cấn Thị Thiêu và hôm nay là chị Trần Thị Nga, tức là Thúy Nga. Đất nước có bao giờ như thế này đâu. Trong video mà công an đưa ra vào ngày 21 tháng 1, gương mặt chị Nga như cố ghiềm lại mọi cảm xúc để không bị ai lợi dụng được hình ảnh yếu lòng của chị. Lúc đó nỗi đau lớn nhất của chị chắc là nghĩ đến hai đứa con nhỏ. Tết này, chúng sẽ đón ông bà và năm mới mà không có mẹ. Thậm chí chúng sẽ phải học tập sống với những ngày mà mẹ chúng bị giam cầm. Chúng phải tự lớn lên và học biết chung quanh chỉ là dối trá. Nhìn vào video, những ai không biết có thể nghĩ rằng chị Nga là một người hết sức mạnh mẽ và lạnh lùng. Năm trước, trong một dịp chị vào Sài Gòn, khi ghé thăm Phú và Tài, tôi hỏi là dạo này công an còn làm khó chị hay không? Trong tích tắc, tôi thấy chị như rùng mình Trở lại yếu đuối như mọi người đàn bà trên thế gian này cần được sự chở che. Chị nói chúng vẫn đánh thầy à. Và khi hỏi về lúc chị bị những tên mịt mặt vai đánh, gãy chân, mà chị đã nhìn mặt rận, đó là những tên công an vẫn theo đuổi chị. Chị nói mà ngấn nước mắt, lúc đó em chỉ nghĩ đến làm sao che được cho hai đứa con. Chúng nó đánh giết em, em cũng cũng được, nhưng mà em phải che cho Phú và Tài. Trên đường về, tôi tự hỏi mình rằng nếu tôi có mặt ở đó, chứng kiến tội ác, tôi sẽ làm gì? Lịch sử chưa thể ghi hết và kể hết nếu Việt Nam có một Barcelona, Alexievich để viết về thân phận của những người phụ nữ đầy sợ hãi nhưng quyết đứng lên để nói sự thật và tranh đấu cho những oan khiên của kẻ khác thì chắc chắn là nhân loại sẽ phải rơi nước mắt với nhiều chương ưu ức của miền Nam. Của nước Nam, không thua gì những người phụ nữ Nga trong tận nhị thế chiến, hay từ sự cố Sonobu? Từ vị trí của một người công nhân đi lao động hợp tác bị lừa đảo và khi trở về nhận ra những bất công xã hội chung quanh mình. Chị Nga cũng như những người phụ nữ Việt Nam khác đã dấn thân trở thành người xây dựng nền móng công lý và sự thật trong xã hội. Thật dễ nhận ra ở đâu cũng vậy. Khi một nhà nước kinh sợ công lý và sự thật, tìm cách trấn áp thì chắc chắn đó là một nhà nước tâm tối và vô luân thế kỷ 21 của những người phụ nữ Việt Nam đã nguyện thắp lên những ngọn đuốc soi sáng trong xã hội cho tôi và cho cả các bạn vậy. Ánh sáng đó đôi khi họ phải trả bằng đời người, bằng tù đầy và bằng cô đơn. Hôm nay nếu các bạn và tôi phản bội lại ánh sáng đó, chúng ta không xứng đáng làm người, cũng không xứng đáng để tồn tại trong giống nồi Việt Nam. Đó là bài viết cho một người phụ nữ phán chạp của luật uh, nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Thanh thì khi nãy giờ um, đã có rất là nhiều người uh, lắng nghe thanh tâm viết về uh, chị Trần Thị Nga viết về những cái lần mà chị đã bị sách nhiễu viết về những cái lời bình luận những cái lời chia sẻ của bạn bè của chị hoặc là những người quen biết chị của những người đã đấu tranh cùng với chị Thì uh, mọi người có cái cảm tưởng gì Xin hãy uh, viết lên đây Và Thanh Tâm sẽ đọc Để cho mọi người cùng lắng nghe À, cảm ơn à, cảm ơn mọi người khi nãy nãy giờ à, đã lắng nghe và cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ cũng như là à, đã binh vực cho thanh tâm mỗi khi mà có những cái người dư luận viên vào đây để mà chửi rủa Nguyễn Nguyễn nói là tụi nó là lũ quỷ đã hết thuốc chữa rồi. Nguyễn Văn Tiến nói là bọn chó công an. Tư Phê nói là cảm ơn Thanh Tâm đọc rõ ràng để vạch mặt Cộng sản và để người Việt hiểu biết tình hình hiện tại. Linh Phong nói là cần quốc tế can thiệp vào bọn Cộng sản chúng nó không xem nhân quyền và công ước quốc tế về nhân quyền là gì. nguyễn văn thông nói là văn thông nói là thanh trần bạn ăn nói sao mệt như người thất học vậy cô ta chỉ nói sự thật mà cậu không thích nghe thì thôi sao mất dạy vậy nguyễn lan nói là đừng để ý đến những comment chửi tục coi như là vô hình đi cứ tập trung nghe nhé hoài trân nói là thanh trần không thích nghe thì thôi tại sao chửi người ta như vậy đỗ ngọc tân nói là mình cũng chẳng phải việc tân hay là chống phá đảng, à, đảng cộng sản nhưng thật sự qua những sự việc thấy không còn lòng tin vào bộ máy nhà nước nữa qua những video đăng tải thì thấy thương cho dân mình quá đàn áp bóc lột vô vét tìm mọi lý do để móc để tiền người dân thái viết quỳnh nói là tụi bay nói gì đảng cộng sản tụi bay khốn nạn lắm thằng nguyễn phú trọng và nguyễn xuân phúc là bán nước việt nam lũ chó đẻ giống như thằng hồ chí minh nói láo với người dân việt nam nguyễn hùng nói là nói sai uh, nói sai thì bốc lịch đó em à. cộng hòa việt nam nói là đừng đúng đừng chấp bọn dư luận viên chúng không có não Đặng Thanh Long nói là chị Nga giờ sao rồi em Chị thiếu Nga đã bị bắt rồi Phong thần những người yêu nước hãy đoàn kết tạo sức mạnh mà Và cần có tổ chức lãnh đạo David Ngô nói là Cộng sản Việt Nam giờ là con chó dạy chết Đào Hoa nói là tột cùng sự đau khổ là phải đứng lên. John nói là chúng ta hãy đứng lên ngày 30 tháng 4 năm nay lấy lại đất nước Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Đỏ năm đậu năm nói là vì tiền mà nghe theo Cộng sản sai khiến thì có gì xuất vật ăn cắm xú. Đỗ Văn Thọ nói là một nữ tướng tự do cho dân tộc càng đàn áp thì càng có đấu tranh à, vâng càng đàn áp thì sẽ có những người như là đã nói là càng một, một, một người nga này thì bị bắt thì sẽ còn có rất là nhiều chị nga khác đứng lên thì ngày 10, 10 tháng 12 hàng năm là ngày quốc tế nhân quyền thực sự là việt nam đã là đã là một nước đã ký kết vào cái cái quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc nhưng mà tại sao cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam nó vẫn là một cái vấn đề là một cái trăn trở của tất cả mọi người theo như tuyên ngôn quốc tế nhân quyền chính phủ là một quốc gia cần đảm bảo các quyền con người cơ bản như là quyền dân sự và chính trị quyền tự do tư tưởng quyền tự do phát ngôn và quyền lập hội sự phát triển văn minh của con người đó là các quyền càng ngày càng phải được đảm bảo. Trong quá trình phát triển của chung của nhân loại thì Việt Nam không thể nằm ngoài xu hướng đó. Cho tới gần đây thì Việt Nam vẫn luôn khẳng định là họ vẫn tuân thủ các đầy đủ các thỏa thuận đã ký nhưng mà thật sự thì vẫn không có, nó vẫn vi phạm, nó vẫn vi phạm. Và các nước như là Mỹ, như là Âu Châu, như là Canada, như là nước Úc đã có phê phán các vị Việt Nam làm là không tuân thủ đầy đủ các hiệp ước đã ký vì theo họ khi mà đã ký đó là phải nên tuân thủ theo thực sự là cái quyền, cái quyền mà tự do tư tưởng tự do ngôn luận tự do thông tin báo chí tự do lập hội hay là tự do tôn giáo tự do di chuyển tự do lương tâm này nọ đó thì vẫn vẫn không có ở việt nam và nếu mà có đi nữa thì cũng là à, giả tạo mà thôi và rất là rất là nhiều người bị à, tra tấn và hành hung như là chị à, trần thị nga chị thúy nga đó đã, đã chị đã kể ra là có đến 42 lần chị bị hành hung trong vòng chỉ có vài năm mà thôi và kể cả con nhỏ của chị là những đứa nhỏ đứa bé từ khi mà nằm trong bụng mẹ cho đến bây giờ là suốt 4 năm năm nay là nó đã chứng kiến cảnh người mẹ bị đánh đập bao nhiêu lần và chính nó cũng là nạn nhân nữa. Thì Thanh Tâm xin đọc cái này là nhân quyền Việt Nam trong lịch sử nhân quyền nếu hiểu theo nghĩa là quyền tự nhiên là các quyền tự do tự có của mỗi cá nhân không ai có thể ban cho hay tước đoạt thì đã tồn tại từ lâu trong lịch sử việt nam bảo vệ nhân quyền và thực hành nhân ái là những phẩm chất đã từng tồn tại hàng nghìn năm trong cuộc sống đời thường của người việt trong lịch sử thì người việt nam luôn phải đấu tranh giành quyền được sống trong độc lập tự do một nhân tố cơ bản trong nhân quyền và xây dựng cuộc sống nhân ái yêu thương đùm bọc lẫn nhau giữa người và người. Trong hiện thực xã hội Việt Nam thì hai phạm trù nhân quyền và nhân ái luôn gắn bó với nhau. Trong nhân quyền có nhân ái và ngược lại trong nhân ái có nhân quyền. Một số ý kiến còn khẳng định tổ tiên người Việt Nam chúng ta đã tiến gần những tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế ngày nay. Trong thời kỳ cổ đã có một số sự tích nói lên quyền tự do của con người cho dù chỉ là manh nha. Như là sự tích về tiên dung và chữ đồng tử nói lên quyền tự do luyến ái của nam nữ, sự tích về mai ăn tim nêu lên quyền và khát vọng tồn tại của người việt cổ nhiều chuyện cổ tích thần thoại hay truyền thuyết khác đều có nội dung ca ngợi quyền được sống quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc của con người một số câu ca dao tục ngữ cũng đề cập đến nhân quyền như là nhiễu điều phủ lấy giá gương người trong một nước phải thương nhau cùng hay là bầu ơi thương lấy bí cùng tuy gần khác giống nhưng chung một dàn hoặc đơn giản hơn đó là thương người như thể thương thân trong thời kỳ phong kiến thì một số triều đại nhất định quyền con người cũng được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Điều này có thể ảnh hưởng đến triết lý Phật giáo vốn tịnh hành vào thời kỳ phong kiến. Trong luật pháp của nhà Lê, của nhà Lê mà đặc biệt là bộ luật Hồng Đức thì quyền bình đẳng đã được quy định trong quan nam và quan nữ. Các bà có quyền làm nữ quan với ưu đãi trong thủ tục thước triều, vợ bình quyền với chồng về về quyền dân sự và tài sản, trách nhiệm dân sự vân vân. Trong tư quan giữa các chủng tộc, người thiểu số được xét xử theo thuộc tục lệ của họ, được trừ trị về hành chính hay một số chính sách kinh tế xã hội nhà nước có nghĩa vụ giúp cho người nghèo khó tật nguyền cô nhi quả phụ về lương thực nơi ở thuốc men binh sĩ tội nhân đang giam cầm dân đinh đi suy dịch cũng được săn sóc đó là những quy định bảo vệ về phụ nữ bảo vệ quyền sống đối với con người vô gia cư người già trẻ em quyền được bảo vệ thân thể sớm hơn tư tưởng nhân quyền của nhiều quốc gia phương tây là mọi người thấy không từ thời xưa rồi từ thời xưa là đã có vấn đề nhân quyền rồi nhưng mà đến bây giờ cho đến bây giờ hiện tại thì đảng cộng sản việt nam đã đi ngược lại với sự phát triển của nhân loại từ thời xưa chúng ta đã có nhân quyền rồi nhưng mà bây giờ thế giới càng tiến bộ thì cộng sản việt nam càng thi thục lùi lại và còn tệ hơn ngày xưa rất rất là nhiều lần thực sự là họ đã Uh, họ họ nói về nhân quyền giống như là uh, họ dùng cái chiêu bài này để mà họ độ đổ, hoán đổi với với các nước phương tây vậy đó một cái sự trao đổi tù nhân và họ bắt người này rồi họ thả người kia rồi họ cứ bắt vào cứ như vậy và tất cả mọi thứ đều là cái sự áp đặt là một cái sự đàn áp đối với người dân trong nước thôi chứ thật sự ở trong nước mình hiện nay dưới cái thời của đảng cộng sản việt nam đâu có vấn đề nhân quyền đâu phải không thì kể một cái điều gì mà à, thanh tâm nói điều đã thanh tâm đã dẫn chứng bằng những cái bài đọc bài viết chứ không phải là do thanh tâm bịa đặt ra cho nên những người trong dư luận viên dư luận viên trong đây đừng có nói là là, là bịa đặt là láo khoét này nọ nói như vậy càng chứng tỏ là à, các bạn thực sự là à, không có lương tâm hoặc là không có quan tâm đến những cái gì ở ngoài khác ngoài cái việc mà bán linh hồn cho cái bọn cộng sản mà thôi thực sự là uh, thật sự trong nước bây giờ cũng đâu có cái quyền tự do tụ tập hay là cái quyền tự do uh, báo chí gì đâu mà nói là có nhân quyền hay là tự do tôn giáo tôn giáo vẫn đang bị đàn áp đó là những cái bài uh, những cái bài mà thanh tâm đã đọc hôm nay thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe nãy giờ và xin hãy cầu nguyện cho chị thúy nga sớm được trở về đoàn tụ với hai đứa con nhỏ và mong là những người tù nhân lương tâm sẽ được sớm trở về đoàn tụ với gia đình bởi vì họ là những người yêu nước họ chỉ can đảm nói lên sự thật mà thôi mà tại sao họ lại bị giam cầm như vậy thực sự là không biết là hiện nay um, cái uh, cái cái trên mạng của mọi người ở từ việt nam như thế nào nhưng mà nếu mà có dịp thì các bạn hãy uh, lên mạng và tìm hiểu thêm về vấn đề nhân quyền của quốc tế so với nhân quyền ở tại việt nam để cho các bạn hiểu và các bạn hãy tự đứng lên và hãy tự đòi hỏi cái quyền con người cái quyền cơ bản con người của của, của mình cho mình và cho những người thân trong gia đình mình thì bọn cộng sản là cái bọn vô tôn giáo vô giáo dục loại không muốn à, không có nguồn cội không có tình mẫu tử phụ tử không có nghĩa phu thê cái loại vô thần chúng thờ sự chết thờ sự ô nhục nên chúng không có nỗi đau của con người chúng như bài thú hoang tranh giành cái thuộc về thú vật đó là bài viết đó là những câu bình luận của đào hoa thắng lê nói là buồn cho một đất nước luôn tục hậu với các nước phát triển trên thế giới à, lê tuân nói là nói đến chế độ việt nam thì thấy mà ngao ngán đúng rồi nói đến việt nam thì thực sự là à, hiện nay là có rất là rất là nhiều à, những cái điều mà mình à, mình cảm thấy là có quá điều những nhiều, nhiều điều điều nhiều như vậy và rất là ngao ngán những cái chuyện đó hy vọng là có một cái sự thay đổi chúng ta cần phải thay đổi và chúng ta không thể nào ngồi đó mà chờ chờ những cái nước khác nó nhảy vô nó đang thiệt vào chúng ta phải tự đứng lên và đòi hỏi cái quyền quyền con người của mình tất cả ở đâu cũng vậy hết ở đâu khi mà có kể cả mỹ Canada, úc hay là ở đâu cũng phải có chiến tranh, cũng có sự đổ máu rồi mới có một đất nước như vậy. Thì ở Việt Nam cần phải có sự có sự hy sinh. Thôi bây giờ gần đến Tết rồi, chúc cho mọi người có được cái một mù, mùa xuân, mù xuân trọn vẹn và chúng ta hãy cầu nguyện cho những người tù nhân lương tâm sẽ sớm quay về để đoàn tụ với gia đình của mình. Xin chúc có chúc mọi người um, có một mùa xuân trọn vẹn nha và hạnh phúc cầu gì được nấy an khang thịnh vượng. Xin chào tất cả mọi người và xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.